Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Chương 1, mở đầu. Dị xà đặc sản của vùng Vĩnh Châu, màu đen mà hoa văn trắng, chạm vào cây cỏ, chết sạch, nếu cắn người, không cách nào chữa được. Viết tới đây, Liễu Tông Nguyên đặt cây bút trong tay xuống, thở dài, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, hạ giọng nói, dân chúng gian nan, thể chế bạo ngược, mạnh hơn dị xà. Từ năm thiên bảo thứ 14 đến nay, quốc sự thối nát, ngay cả dị xà cũng hoành hành trong thôn. Năm thiên bảo thứ 14, trí đạo đại thánh đại minh hiếu hoàng đế cuối cùng ngu rốt, đông bình quận vương khởi binh tạo phản thời đại hưng thịnh huy hoàng rốt cuộc cũng kết thúc. Sau đó tuy bình định, nhưng chiến loạn nhiều năm quần hùng cắt cứ, kết cuộc không còn cảnh phồn thịnh năm xưa. Đến lúc này, yêu khí nổi lên trong thần châu đại địa, tai họa khắp nơi, trong triều đình cũng bị phường gian nịnh lên nắm quyền, hoạn quan lộng quyền, có kẻ chí sĩ như Liễu Tông Nguyên, thường bị giáng xuống nơi thâm sơn cùng cốc, không cách nào thực hiện hoài bão và tráng trí trong lồng ngực. Liễu Tông Nguyên vừa nghĩ đến đây, đột nhiên gió đen nổi lên ào ào ngoài cửa sổ, một con rắn độc có từng đường vân trắng đen giao nhau từ trong rãnh nước lao lên trên đường, nơi nó đi qua, cỏ cây nhanh chóng khô héo. Đây là dị xà mà hắn vừa viết đến, là thứ độc tới cực điểm. Nhưng con rắn này lớn tới kỳ lạ, dài hơn ba trượng, đuôi quét qua một cái là nhà cửa sụp đổ, há miệng phun một cái là khói độc tràn ngập khắp nơi. Dân chúng trên đường phố gào khóc đào tẩu, không dám dừng lại. Ở góc đường, một con lợn trắng trẻo mập mạp đang gặm cải trắng, không kịp né tránh, hít một hơi khói độc là tứ chi khuỵu xuống, chết oan chết uổng. Đột nhiên, một thiếu niên quần áo lam lũ từ phía sau lao tới, đấm ra một quyền, quyền phong khuấy động, như một làn gió lớn thổi sạch khỏi độc. Con rắn lớn sợ hãi khó hiểu, nhanh chóng bỏ chạy về phía trước, bị thiếu niên kia đuổi theo, không còn cách nào khác đành phải quay đầu lại liều mạng, nhưng lại bị thanh niên kia bay lên đá một cước vào cằm. Đại xà quay cuồng bay lên trên, thiếu niên nhanh chóng tiến theo, phi thân theo đó, mười ngón trên hai tay như bay, liên tiếp điểm vào phần khớp xương sau lưng con rắn lớn kia. Chỉ nghe tiếng vang răng rắc cất lên, như tiếng pháo nổ, những nơi mười ngón tay của thanh niên kia đi qua, gần cốt của con rắn lớn dồn dập lệch chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thiếu niên đã điểm từ đầu đến đuôi của con rắn lớn, đánh lệch toàn bộ xương cốt trên người nó, khiến nó không thể động đậy. Mọi người trên đường thấy vậy lao nha ủng hộ, hô to tiểu ứng. Thân thủ tốt lắm, thanh niên kia tên hứa ứng, chân tay thon dài, mười ngón tay cũng mảnh khảnh, dài mà thanh tú, chỉ có điều thường xuyên phải ra ngoài phơi gió phơi nắng nên làn da hơi đen. Y là người bắt rắn nổi tiếng ở Linh Lăng huyện trong Vĩnh Châu, mới 14 tuổi mà đã luyện được một thân bản lĩnh. Hứa ứng kéo đuôi rắn, đang định đi ra phía ngoài, Liễu Tông Nguyên lại ra ngoài gọi y lại, dò hỏi, hứa ứng, người bắt xà làm gì? Thanh niên hứa ứng kia dừng bước, thấy là Vĩnh Châu tư mã Liễu Tông Nguyên, vội vàng hành lễ nói, Liễu tư mã, rắn này phơi khô cuộc sống thể làm mồi thuốc, có thể chữa đại phong, luyên luân, Lũ lệ, trừ cơ chết, giết tam trùng. Thứ sử nói, ai bắt được loại rắn này thì miễn thuế má cho người đó. Liễu Tông Nguyên cười nói, thế thì tốt lắm. Hứa Ưng sắc mặt buồn bã nói, tổ phụ của ta cũng là người bắt rắn, chết trong lúc bắt rắn, cha ta cũng là người bắt rắn, cũng chết trong chuyện bắt rắn. Ta theo cha ta luyện cách bắt rắn đã 6 năm, chỉ e sẽ chết trong lần bắt rắn nào đó chưa biết. Liễu Tông Nguyên động lòng trắc ẩn, nói ta và thứ sử là hảo hữu có thể nhờ thứ xử miễn chuyện lao dịch của ngươi, khôi phục lại tiền thuế cho ngươi. Con rắn lớn nghe vậy, miệng nói tiếng người, kêu lên, liễu đại nhân nói hay lắm. Hứa ứng, ta khổ tu nhiều năm cũng chẳng dễ dàng gì, ngươi tha cho ta một mạng, ngươi trả tiền thuế của ngươi, ta ở trong núi luyện yêu pháp của ta. Liễu Tông Nguyên kinh hãi la lên thất thanh, đây là một con xạ yêu. Con rắn lớn kêu lên, ông ngoại ta là xạ yêu, chết trong tay người bắt rắn, cha mẹ ta cũng là xạ yêu, cũng chết trong tay người bắt rắn. Bây giờ ta 120 tuổi, tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, tu thành giao long tới ăn lũ khốn kiếp này, không ngờ hôm nay cũng phải chết dưới tay người bắt rắn. Hứa ứng giơ tay, kéo nhẹ trên cằm nó một cái, tháo quai hàm nó xuống, con rắn không nói được nữa. Vành mắt hứa ứng đỏ ửng nói, liễu đại nhân, ta có thể bắt rắn để sinh sống, nếu khôi phục tiền thuế, e rằng không sống được bao lâu sẽ chết đói. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, có ai muốn liều cả tính mạng đi bắt xả yêu cơ chứ? y kéo con xà yêu, ảm đạm rời khỏi. Liễu Tông Nguyên không nhìn được rơi lệ, cảm khái nói, không ngờ độc của Tô Thuế còn nặng hơn cả rắn rết. Dị xa tuy độc, nhưng có thứ độc hơn, chính là siêu cao thuế nặng. Hắn trở lại trong phòng, múa bút như gió, viết quyển sách lưu truyền hậu thế bộ xà giả thuyết. Hứa ứng kéo con xà yêu này về nhà, ném vào trong lưu lớn. Sắc trời đã tối, y không đưa rắn tới nhà môn báo cáo kết quả kịp, đành phải đợi trời sáng rồi mới đi. Hứa ứng thổi lửa nấu cơm, ăn hết đồ ăn rồi ngủ say như chết. Con rắn lớn ra sức nhúc nhích trong lưu lớn, cố gắng nối liền xương cốt bị đánh lệch, lăn qua lộn lại tới nửa đêm, chỉ nghe quan lại hung hãn lao vào trong thôn như thổ phỉ, đánh đập đốt pháp bóc, hô hào liên tục bắt thôn dân nộp tiền thuế. Hứa ứng bị đánh thức, rời giường lấy đèn, nhìn vào trong lưu, phát hiện xả yêu vẫn còn đó mới khẽ thở phào một tiếng, lúc này mới nằm xuống giường ngủ tiếp. Con rắn yêu kia lại ra sức nối xương, không biết bao lâu sau mới nối được phần xương cầm, lại nghe thấy tiếng hứa ứng rời giường xà yêu chán nản hứa ứng ăn mặc chỉnh tề lại tới bên cái lu nhìn xà yêu bên trong xà yêu không nhúc nhích thầm nghĩ đợi ta nối xong phần xương ót cắn cho hắn một cái thật nặng tiễn hắn gặp tổ phụ và cha mẹ hứa ứng quay mặt về phía mặt trời mọc từ từ hít thở lặng lẽ vận chuyển thái nhất đạo dẫn công trong lúc hít thở chỉ thấy ánh mặt trời trên mặt y như theo nhịp thở dần dần sáng rực lên thậm chí có thể thấy trong không khí có từng hạt ánh sáng nho nhỏ theo hô hấp biến mất trong cơ thể y. Trong bụng hứa ứng vang lên tiếng sấm mơ hồ, ầm ầm ầm, từ trong đan điền bay lên, dần dần đi tới yết hầu, xoang mũi, sau đó tiếng sấm lại chậm rãi trầm xuống, từ từ trở lại đan điền. Chỉ trong chốc lát, thân thể hứa ứng đã nóng nổi, từng làn xương mù màu trắng bốc lên. Bản lĩnh của y không phải là tổ phụ hay cha dạy dỗ. Thật ra y không phải cốt nhục thân sinh của cha hắn mà là tổ phụ nhặt về phụ thân và tổ phụ họ tưởng hứa ứng họ ứng bảy năm trước hứa ra gặp một trận hỏa hoạn tổ phụ cứu hứa ứng ra khỏi đám cháy dẫn hứa ứng tới nơi này ký ức của hứa ứng về trận hỏa hoạn đó rất mơ hồ nhưng vẫn nhớ mang máng một pháp môn hô hấp chính là thái nhất đạo dẫn công lúc bình thường rảnh rỗi hứa ứng dựa theo thái nhất đạo dẫn công tu luyện tới giờ đã luyện bảy năm dòng dã hứa ứng cũng không biết tu luyện thứ này có ích lợi gì dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sáng sớm luyện một lần cũng không tốn bao nhiêu thời gian trong lúc tu luyện y phát hiện ra tác dụng lớn nhất của thái nhất đạo dẫn công chính là khi vận hành khí huyết đi đái thẳng hơn trước rất nhiều không sợ đái vào dày cái thứ này chẳng có tác dụng gì chỉ được cái đái xa hứa ứng từng khịt mũi coi thường chuyện này mãi tới khi hứa ứng lớn hơn một chút theo tổ phụ và cha đi bắt rắn đánh chết một con rắn lớn y mới biết tác dụng của thái nhất đạo dẫn công không chỉ đơn giản là đái xa hứa ứng truyền thụ thái nhất đạo dẫn công cho tổ phụ và cha, tiếc rằng bọn họ học tập quá muộn, tiến bộ chậm chạp, cuối cùng lần lượt ngã xuống trong lúc bắt rắn. Bây giờ, trong nhà chỉ còn lại một mình hứa ứng. Ba năm trước hứa ứng đã tu luyện thái nhất đạo dẫn công tới cực hạn, khí huyết toàn thân vận hành như sấm đánh. Y cảm giác rõ ràng phía sau còn có đường, khí huyết còn có biến hóa khác để vận chuyển, nhưng đáng tiếc, không biết công pháp tiếp theo. Sau lưng cậu, con xạ yêu lặng lẽ thò đầu ra khỏi lu thấy thế không khỏi kinh hãi hứa ứng hấp thu tinh hoa của thái dương rèn luyện khí huyết còn nhanh hơn cả mình tốc độ luyện hóa tinh hoa thái dương đâu phải chỉ là hấp thu tinh hoa thái dương rõ ràng là như con quái vật há to miệng lên trời thôn tính huyền cơ thứ hắn tu luyện là công pháp của yêu tộc ta xạ yêu trợn trừng con mắt trong lòng khó hiểu hắn là người cơ mà sao lại có thể tu luyện công pháp của yêu tộc ta mặt trời lên quá ngọn tre hứa ứng chậm rãi ngừng nhịp hít thở xài yêu vội vã rụt đầu lại mặt trời lên quá ngọn tre hỏa tính trong ánh mặt trời cũng trở nên nóng bỏng không gì sánh kịp lúc này nếu tu luyện thái nhất đạo dẫn công sẽ cảm thấy khí huyết càng ngày càng nóng có thể tự bốc cháy mà chết bất cứ lúc nào luyện nhiều ngược lại có hại cho thân thể nếu bất cần luyện quá lên trong cơ thể sẽ tích lũy càng lúc càng nhiều hỏa tính lại phải đợi tới đêm trăng tròn hái tinh hoa của mặt trăng để hóa giải hỏa tính như vậy mới có thể đảm bảo tu vi tinh thuần hứa ứng đi tới bên lu giơ tay nắm lấy chỗ bảy tấc của xạ yêu lôi nó từ trong lu ra sắc mặt hiền lành nói ta không phải kẻ hiếu sát ta hỏi người đáp nếu không sẽ giết chết ngươi hiểu không xạ yêu gật đầu lia lịa hứa ứng thả nó xuống hỏi làm sao ngươi lại trở thành yêu quái xạ yêu hiểu ý người nói tổ phụ của ta vốn là rắn độc bình thường có một ngày đi nhầm vào tần nham động tần nham động đột nhiên sụp một nửa để lộ một quyển kinh thư và một hồ lô đan được tổ phụ của ta ăn đan dược đột nhiên khai khiếu suy nghĩ thông minh hơn nhiều có thể nói chuyện biết chữ đọc sách cho nên người dựa theo quyển kinh thư kia tu luyện rồi trở thành yêu quái sau đó tổ phụ truyền kinh thư cho cha mẹ ta cha mẹ ta lại truyền thụ cho ta có thể nói là truyền thừa thứ tự ra học uyên thâm hứa ứng khẽ gật đầu nói lấy kinh thư của nhà ngươi ra đây cho ta xem thử xạ yêu trần chờ, hứa ứng nhận một tảng đá to bằng nắm tay bên cạnh giếng phê mạnh một cái tảng đá bị phát ra 4 năm giọt nước. Thanh niên buông tay, tảng đá vỡ thành bụi đất, thản nhiên nói, người so với tảng đá này thì sao? Sạ yêu nhanh chóng quyết định, há miệng ra, từ trong miệng phun ra một quyển kinh thư. Hứa ứng mở kinh thư, kinh thư này ghi lại một môn đạo dẫn thuật tên là Đại Nhật Đạo Dẫn Công, cùng với một môn quyền pháp võ đạo tên là Tượng Lực Như Ma Quyền. Ngươi là một con rắn, không tay không chân, làm sao tu luyện Tượng Lực Như Ma Quyền? Hứa ứng cười ha hả nói, đây là pháp môn võ đạo mà nghiêu yêu hoặc tượng yêu mới tu luyện được đúng không? Khóe miệng xà yêu giật giật, thầm nghĩ có mà luyện là tốt lắm rồi, ta làm gì có tư cách kén cá chọn canh? Chẳng phải ngươi cũng tu luyện dẫn đạo công của yêu tộc ta à? Hứa ứng đọc thử, đại nhật đạo dẫn công tương tự như thái nhất đạo dẫn công của y, nhưng y ước đoán trong chốc lát, lại phát hiện tốc độ hấp thu thái dương tinh khí của đại nhật đạo dẫn công kém hơn thái nhất đạo dẫn công rất nhiều, Đại Nhật Đạo dẫn công có ghi lại cảnh giới trước mắt của họ, thải khí kỳ. Thải khí là hấp thu thái dương tinh khí, cũng tức là hạt ánh sáng do ánh mặt trời cô động thành, tăng cường thể phách, nâng cao khí huyết. Hứa ứng cao mày, Đại Nhật Đạo dẫn công trong kinh thư cũng giống như Thái Nhất Đạo dẫn công của y, sau khi đạt tới thải khí kỳ đại thành là đứt đoạn, không còn công pháp tiếp theo. Người có cảm thấy sau khi thải khí đại thành còn có đường không? Hứa ứng dò hỏi, xạ yêu cẩn thận nói, sau khi tu luyện tới đỉnh, ta cảm thấy khí huyết dồi dào, dâng trào cuồn cuộn, có vẻ như sắp vượt ải, nhưng lại không biết cửa ải ở đâu. Hứa ứng cao mày, đứng dậy ra sân phơi, lấy ra một cái sọt sách. Hắn đổ hết kinh sách trong sọt ra, trải đầy đất. Xạ yêu hoảng sợ, chỉ thấy những quyển kinh sách này là đủ loại đạo dẫn công, có tới mấy chục loại. Những năm nay hứa ứng không chỉ bắt xạ yêu mà còn các loại yêu quái khác, yêu quái trong phạm vi mấy chục dặm đã bị y bắt gần hết. Những con yêu quái này cũng có đủ loại cơ duyên, có thể là tình cờ đi vào động phủ thượng cổ, cũng có thể là nghe kinh qua vách đá, hoặc là phát hiện động thiên dưới nước, vì vậy tu luyện thành yêu. Nhưng công pháp mà chúng nhận được, tất cả chỉ có thể tu luyện tới thải khí kỳ, không có công pháp tiếp theo. Thái nhất đạo dẫn công mà hứa ứng tu luyện cũng vậy, tuy có thể tiếp tục tăng cường khí huyết, nhưng rõ ràng cảm giác được phía trước con đường, khổ nỗi con đường này đã bị đứt đoạn, mình mông mờ mịt, không biết nên đặt chân vào đâu. Vì sao tất cả công pháp đều chỉ tới thải khí kỳ là đứt đoạn? hứa ứng nhíu mày thì thầm xạ yêu lòng đầy căm phẫn bực tức nói ta cảm thấy có người nhắm vào yêu tộc ta hủy diệt tất cả công pháp của yêu tộc ta chỉ để lại công pháp thải khí kỳ chắc hẳn đây là âm mưu của lũ nhân tộc hứa ứng lắc đầu đã có bản lĩnh hủy diệt công pháp phía sau vì sao không hủy sạch những gì còn lại có thể thấy có bí ẩn gì khác hắn lật đọc tượng lực như ma quyền đột nhiên sắc mặt hơi đổi môn quyền pháp này là pháp môn võ đạo người tu luyện không bắt buộc là nghiêu yêu hay là tượng yêu bất cứ chủng tộc nào cũng có thể tu luyện. Đương nhiên, xã yêu muốn tu luyện thì phải biến thành người trước, có tứ chi thì mới có thể tu luyện. Tượng lực như ma quyền có chỗ độc đáo về mặt điều động khí huyết, khiến cho tốc độ vận hành khí huyết cao hơn gấp đôi, trong khoảnh khắc bộc phát ra lực lượng như con voi lớn, vì vậy còn gọi liều mạng thần tượng chi lực. Còn hai chữ như ma là vì khi sử dụng môn quyền pháp này, khí huyết vận hành với tốc độ quá nhanh, rất khó giữ lý trí mà rơi vào một trạng thái điên cuồng, do đó gọi là như ma. Ngoài ra môn quyền pháp võ đạo này sẽ khiến thân thể con người bành trướng kịch liệt trong chớp mắt, cao hơn mấy tấc, thậm chí cao hơn cả thước so với bình thường. Tay chân cũng to lớn hơn bình thường, hứa ứng nổi lên hứng thú, xưa nay y hàng phục các loại yêu quái như xạ yêu đều là dựa vào sức mạnh, y không tinh thông quyền cước. Lần này lấy được tượng lực như ma quyền, chắc chắn thực lực của y sẽ tăng vọt. Lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng thôn dân, hô hào nói, à ưng, tới lại thần. Hứa ứng nhét kinh thư vào trong lòng, bóp nhẹ một cái sau gáy xạ yêu, nói ta đi lại thần về, nếu ngươi còn chưa đi, ta sẽ phơi khô ngươi để báo cáo. Ngoài ra, đừng có hại người, xạ yêu chỉ cảm thấy xương gáy được nối liền, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hứa ứng đi ra ngoài sân, tới từ đường của khu ruộng tưởng ra. Chỉ thấy các thôn dân sắc mặt xanh xao quần áo lam lũ rách nát nhưng từ đường lại được xây dựng tráng lệ xa hoa. Các nhà trong khu ruộng tưởng ra có nam có nữ, có nhà giàu lắm tiền, bê gà vịt luộc chín, cầm nén hương lớn thôn dân không có tiền thì dâng hoa quả cơm tẻ thắp ba nén hương ai nấy đi về phía tử đường còn thật sự không có tiền thì như hứa ứng hai tay trống trơn hứa ứng theo thôn dân đi vào trong tử đường của hỉ thấy hương khói mịt mờ như mây mù phía sau lư hương là một bức tượng thần bằng gỗ cao một trượng sáu sơn màu đỏ chót người mặc áo bảo màu xanh lá mặt xanh nanh vàng hương khói nghi ngút làn khói chui qua lỗ hổng ở mũi thần tượng đi vào trong tượng lồng ngực của tượng thần bằng gỗ đột nhiên phình lên hít một hơi dài, hút sạch hương khói của thôn dân vào bụng. Chỉ thấy tượng thần vốn bằng gỗ dần dần hóa thành máu thịt, đột nhiên đứng lên khỏi điện thờ, nắm lấy gà vịt hoa quả mà thôn dân cúng bái, cho vào miệng ăn. Ăn tới lúc thống khoái lại cầm cả nén hương lẫn ngọn nến bỏ vào miệng nhai. Hôm nay là mùng 1, là ngày lại thần, xung quanh khu ruộng tương gia, khu giếng tử gia, khu đường dương tử, cầu song tể, bến xa câu. Các thôn trại tương tự cũng có từ đường nhiều như mây. Từng vị, hoặc bằng gỗ, hoặc đất sét, hoặc đồng thau, hoặc sắt đúc, các tượng thần ai nấy tỉnh lại trong hương khói, hóa thành thân thể máu thịt, hưởng thụ hương hỏa và đồ ăn mà mọi người bái. Còn trong các miếu sơn thần chùa Long vượt ở các ngọn núi lớn sông lớn quanh linh lăng, cũng có mây khói mờ ảo, còn cả miếu hoàng thành trong thành cũng có hoàng thành tỉnh dậy, hưởng dụng tế lễ. Đâu chỉ linh lăng, toàn bộ Vĩnh Châu, toàn bộ Tương Nam, thậm chí toàn bộ thần châu đại địa, khắp nơi hương khói mịt mờ, tượng thần bảo vệ mỗi thôn xóm, hương trấn, thành quách, châu quận dồn dập thức tỉnh, hưởng thụ tế lễ của lê dân bách tính, cảnh tượng cực kỳ hưng thịnh. Nhưng, từ khi trí đạo đại thánh đại minh hiếu hoàng đế ngu ngốc, thiên hạ đại loạn, phá hỏng cảnh thịnh thế, chưa hầu cắt cứ, hoàng quyền không đã mất, cảnh tượng chư thần của thần châu đại địa đã không còn long trọng như năm xưa, dần dần có dấu hiệu suy yếu. Hứa ứng, tương thư, tương đường, cái lũ nghèo rất mùng tơi các người tay trắng đến đây, còn không đem hương nến đến cúng tiến cho ta, thần linh trong từ đường của khu ruộng tưởng ra nổi giận vỗ bàn quát lớn một tháng ta chỉ ăn của các ngươi hai bữa cơm đồ ăn mà các ngươi dâng lên thậm chí còn không đủ cho ta ăn no khu ruộng tương ra các ngươi có còn muốn mưa thuận gió hòa cơm nào áo ấm nữa không chọc giận thần linh không sợ ta giáng họa cho các ngươi hà chương 2, nộp phạm thiên điều hứa ứng vốn đã là vò mẻ chẳng sợ nứt khấu đầu với thần linh áo lục một cái coi như lễ bái còn hoa quả đèn hương đừng có mơ bản thân hắn còn không đủ ăn, nói gì tới chuyện đưa đồ cúng tới cho thần linh. Hai thôn dân khác bị thần linh gọi tên, sắc mặt lại đầy u ám. Thôn dân tương lộ là một người hơn 40 tuổi nhưng già chẳng khác nào hơn 80 tuổi, gương mặt nhăn nheo, thân thể còng còng, run run rẩy rẩy nói, thần linh lão ra, lão già này còn chẳng có cơm để ăn, tối hôm qua chỉ có thể gặm chút vỏ cây, quan sai lão ra lại tới vơ vét tiền thuế thu thêm, đâu còn thứ gì để cúng bái. Thần linh áo lục liếc mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, người cúng bái quan sai được mà không cúng ta. Coi ta không bằng quan sai hay sao, tương lộ không dám nói gì, con người của thần linh áo lục đảo một vòng, nói chẳng phải ngươi còn có con gái à. Dâng con gái của ngươi cho ta, ta làm con rể ngươi, đảm bảo cho ngươi cơm nào áo ấm cả đời. Tương lộ hai chân mềm nhún, quỳ dạp xuống đất nói, khởi bẩm thần linh lão ra, tối hôm qua quan sai lão ra tới vơ vét tiền thuế thu thêm, lão già này không nộp được thuế, quan sai lão già đã mang tiểu nữ đi rồi nói có thể miễn khoản thuế thu thêm cho lão già này thần linh áo lục hư lạnh nắm đấm to bằng vò rượu đập thẳng tới cả giận nói chẳng phải ngươi có hai đứa con gái à còn định giấu một đứa hay sao tương lộ bị nắm đấm này đánh văng mấy trượng đập vào vách tường đối diện xương sườn đứt gãy đâm thủng lồng ngực đoạn xương gãy nhô ra bên ngoài miệng chảy máu tươi ồ ạt đông đảo thôn dân trong từ đường ai nấy run lẩy bẩy không dám nổi giận cũng chẳng dám lên tiếng hứa ứng siết chặt nắm đấm chỉ đành coi như mình không thấy đó là thần linh có một loại uy nghiêm khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ hãi người bình thường đối mặt với thần linh thậm chí không thể có suy nghĩ phản kháng cho dù là hứa ứng tu luyện thái nhất đạo dẫn công từ nhỏ khi đối mặt với thần linh áo lục cũng chỉ có nước run lẩy bẩy hơn nữa từ nhỏ cha nuôi và tổ phụ đã dạy y đạo lý dân không đấu với quan không giấu với thần người bắt rắn liều cả tính mạng bắt rắn độc mục đích là để sống sót đấu với quan đấu với thần là tự tìm đường chết. Tương lộ định bò dậy, nhưng không bò dậy nổi. Thần linh áo lục quát mắng, đứa con gái khác của ngươi đâu. Sao ra đây, hôm nay ta muốn động phòng với nó. Đừng có mà không biết điều. Đột nhiên tưởng ra tưởng viên ngoại cười nói, thần linh lão gia có chỗ không biết. Tiểu nhân biết lão gia để ý tới cô nương nhà tương lộ nên dùng tiền mua lại đây, định hôm nay sẽ đưa lên cho thần linh lão gia. Người đâu, mau mời cô dâu vào. Thần linh áo lục mở cờ trong bụng, cười nói, vẫn là tưởng viên ngoại hiểu chuyện. Hắn đảo mắt qua các thôn dân khác, cười lạnh nói, các ngươi còn chẳng có vật cúng mà đòi được ta che chở. Hôm nay, không có vật cúng, đồng ruộng nhà các ngươi một năm chỉ đổ mưa cỡ ba ngón tay. Còn cái loại không có cả đèn hương, một giọt nước mưa cũng không có, lũ khốn kiếp các ngươi chết khát đi cho đáng kiếp. Còn ngươi nữa, thần linh áo lục chỉ vào tương lộ quát lớn, vốn định cho ngươi làm cha vợ ta, cho ngươi chút lợi lộc bây giờ con gái của ngươi là vật cúng mà tưởng viên ngoại dân lên cho ta không liên quan gì tới ngươi ngươi hai tay trống trơn không có đồ cúng năm nay ruộng đất trong nhà ngươi không có một giọt mưa nào tương lộ ngơ ngác ngồi bật dưới tường dáng vẻ tiều tụy gương mặt không chút sắc máu trong ruộng không có mưa sẽ không thu hoạch được hoa màu ta còn sống làm sao hắn ai oán hỏi thần linh áo lục cười ha hả nắm lấy cô dâu cười nói chọn ngày không bằng gặp ngày hôm nay sẽ động phòng, không cần đợi tới khuya. Tưởng viên ngoại vội vàng cười bồi nói, bây giờ chính là giờ đẹp ngày lành. Hứa ứng lạnh lẽo quay người, theo mọi người đi ra ngoài từ đường. Y chưa từng thấy chuyện thần linh đón dâu nhưng đã từng nghe nói. Những thôn trấn khác cũng thờ phụng thần linh, có một số thôn dân sinh sống quá khó khăn nên dâng con gái lên làm vợ thần linh. Y nghe nói thủy bá của sông Tiêu thậm chí còn cưới hơn 100 cô gái, đều là do thôn dân trong làng xóm lân cận dâng lên cho vị thần linh này. Tương lộ run rẩy đứng dậy, hứa ứng thấy vậy định tới đỡ y. Quan hệ giữa tương lộ và y không tệ, khi còn bé hứa ứng được tổ phụ cứu khỏi đám cháy, tới khu ruộng tưởng ra, tương lộ còn cho y một cái bánh ngô, tổ phụ còn bảo hứa ứng gọi hắn là bá bá. Hứa ứng vẫn nhớ rất rõ chuyện này, bá bá, để ta đưa bá về nhà. Hứa ứng nói, đột nhiên, tương lộ đâm đầu vào tường, rầm, máu tươi bắn lên mặt hứa ứng, hứa ứng con mắt mơ hồ, vài giọt máu tươi bắn vào mắt y. Y thấy loáng thoáng ông lão này đập thẳng đầu mình vào tường, vết máu lập tức nhuộm bẩn bức tường màu trắng, như một đóa hoa mai giữa mùa đông tuyết trắng. Bên tai hứa ứng vang lên tiếng ong ong, đầu óc lập tức trống rỗng. Bá bá, y giơ tay, nhưng chỉ thấy cái đầu dập nát của tương lộ dán lên tường, thi thể chậm rãi trượt xuống, vẽ thành một thân cây mai cứng cáp trên bức tường trắng. Thi thể ông lão như thân cây mai, quỳ xuống trước tường. Trong từ đường ai nấy xôn xao, mọi người bỏ chạy tứ tán, tiếng kêu khóc liên miên thần linh áo lục ôm lấy cô dâu đang khóc tới mức gần tắt thở, cười nói, viên ngoại, dọn dẹp sạch sẽ thi thể, chát phấn lên tường đi, đừng làm mất nhã hứng của ta. Tưởng viên ngoại vội vàng đáp ứng, nhanh chóng đi tới trước mặt hứa ứng, đẩy hứa ứng một cái, quát lớn, a à ứng, mau chuyển thi thể ra ngoài, thần linh lão ra muốn động phòng rồi. Đầu óc hứa ứng vẫn vang lên tiếng ong ong, thân thể run rẩy, nắm đấm siết chặt. Tưởng viên ngoại quát lớn, người định cãi lời thần linh lão ra đấy à. Dầm, Hứa ứng vung nắm tay đấm thẳng lên mặt tưởng viên ngoại gương mặt tưởng viên ngoại hõm sâu vào đầu sau óc đột nhiên nổ tung thi thể lung lay rồi đổ xuống đất giết người a à, ứng giết người rồi đám gia đình nhà tưởng viên ngoại hốt hoảng chạy trốn thân thể hứa ứng run rẩy đầu óc vẫn trống rỗng y không biết sao mình lại dơ nắm đấm đánh nổ đầu tưởng viên ngoại thậm chí không biết vì sao tự nhiên mình lại không kiềm chế nổi cơn phẫn nộ ta giết người giết người ta không muốn giết người cánh tay y run bần bật vết máu trên mặt chưa khô, run rẩy ngẩng đầu lên, người mà y muốn giết không phải tưởng viên ngoại. Ánh mắt y hạ xuống người thần linh áo lục, kẻ mà y muốn giết thật ra là vị thần linh này. Nhưng không biết vì sao, ta không khống chế được tay của mình, chỉ muốn đánh chết ngươi. Hứa ứng thở hổn hển như dã thú, gầm lên với thi thể tưởng viên ngoại đã đổ xuống đất, ngươi quá ồn ào. Đừng nói nữa, đừng dục ta, ta đã bảo ngươi đừng dục ta rồi. Thế thì ta đánh chết hắn. Tưởng viên ngoại đã nổ đầu phần còn lại xẹp lép, đương nhiên không thể nói chuyện. Nhưng trong đầu óc hứa ứng vẫn đầy giấy nhưng âm thanh hỗn loạn, vang lên ong ong, thúc giục y đi đánh chết vị thần linh trước mặt. Con người của thần linh áo lục co chặt lại, nhìn chằm chằm vào hứa ứng. Từ trong ánh mắt hứa ứng, đột nhiên hắn không còn thấy vẻ sợ hãi quen thuộc, điều này khiến trong lồng ngực hắn không khỏi giấy lên lửa giận hừng hực. Ánh mắt sợ hãi là ánh mắt mà hắn quen thuộc nhất, là sự sợ hãi mà phàm nhân nên có đối với thần linh. Lúc trước, hắn luôn thấy sự kính sợ trong ánh mắt của hứa ứng đó là sự kính sợ của loại côn trùng đối với bậc đại nhân còn bây giờ vẻ kính sợ đó đã không còn ra tay giết người càng là xúc phạm là sát khí từ trong ánh mắt của thiếu niên này hắn chứng kiến sát ý trần trụi đối với bản thân càng đáng sợ hơn nữa là hắn phát hiện mình thấy sợ hãi ánh mắt này thần linh áo lục giận tím mặt bỏ qua cô dâu giơ nắm tay to bằng cái vỏ lên đập thẳng tới cả giận nói khốn kiếp ánh mắt ngươi như vậy là sao Hứa ứng giơ hai cánh tay nhỏ bé lên chặn trước người, chỉ cảm thấy mình như bị con trâu được nặng mấy ngàn cân hút vào, bay ngược về phía sau, ầm một tiếng và sập vách tường, bay ra khỏi từ đường. Thần linh áo lục nhấc chân bước qua khỏi vách tường sụp đổ, cười lạnh nói, phàm phu tục tử chỉ có nước tiếp thu vận mệnh mà thần linh sắp xếp, không thể phản kháng. Hứa ứng, ta thấy tà niệm khinh nhờn thần linh trong ánh mắt ngươi. Ta sẽ thanh tẩy tội ác của ngươi. Hứa ứng rơi xuống, hai chân cắm vào mặt đất, trượt về phía sau hơn 10 trượng mới ổn định được thân hình. Hình như ngươi, hứa ứng dung hai tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt kỳ quái, không mạnh như trong tưởng tượng của ta. Cái gì, thần linh áo lục giận tím mặt, giờ chân đá tới, cẳng chân thô to như cây cột phung vẩy, tiếng gió giết ào ào. Phạm nhân nho nhỏ mà dám bình phần về thần uy, ngươi phải xuống địa ngục, sắc mặt hắn uy nghiêm, cú đá này như có thể trực tiếp đẩy hứa ứng xuống địa ngục, vĩnh viễn trầm luân. Hứa ứng thôi động khí huyết toàn thân, giơ một quyền đón lấy cẳng chân của thần linh đang đá tới. Trong đầu y không khỏi hiện lên kinh thư vừa đọc, hình vẽ đường nét vận chuyển khí huyết của tượng lực như ma quyền dồn dập hiện ra, khiến y không hề nghĩ ngợi lập tức vận chuyển khí huyết dựa theo nội dung kinh thư. Khí huyết trong người y vận chuyển với tốc độ cực kỳ điên cuồng, khí huyết rung động lục phủ ngũ tạng, ma sát khắp thịt gân mô, một tiếng voi kêu hùng hồn vang lên từ trong lồng ngực y, đinh tai nhức óc. Hứa ứng truyền lực vào cánh tay phải, khí huyết lan truyền khiến cánh tay phải của y đột nhiên trở nên thô to, tay phải phình to hơn hẳn, quyền phong khuấy động, tạo ra một loạt tiếng rít. Thức thứ nhất của tượng lực như ma quyền, cơ giác lực khai sơn. Lực lượng của hứa ứng tăng vọt, đấm ra một quyền, va chạm với cẳng chân của thần linh đang đá tới, dầm một tiếng, đánh xuyên qua chân phải tráng kiện của thần linh. Cùng lúc đó, trong cơ thể y cũng vang lên tiếng nổ lục bộp, đó là tiếng vang do khí huyết của y vượt ải tạo thành. Y tu luyện 7 năm, khổ luyện thái nhất đạo dẫn công, chưa bao giờ tu luyện công pháp võ đạo, không biết bản thân tu luyện tới bước nào. Còn đây là lần đầu tiên tiếp xúc với công pháp võ đạo, đã kích thích tất cả mọi tích lũy của y trong 7 năm qua. Thái nhất đạo dẫn công mài rũa khí huyết, là tu vi của hứa ứng, công pháp võ đạo là con đường phóng thích tu vi. 7 năm mài một kiếm, giao sắc không hay thử, thời khắc này, cuối cùng cũng tới lúc hắn thử lưỡi giao sắc của mình. Trong nhà của hứa ứng, cuối cùng xà yêu cũng nối lại được tất cả các khớp xương bị đánh lệch đang chạy trốn ra bên ngoài thôn đột nhiên nghe từng tiếng nổ kỳ dị vang lên không khỏi ngây ngốc sững sờ vội vàng nhìn theo hướng tiếng động tượng lực như ma quyền tầng thứ hai tầng thứ ba tầng thứ tư đều bị hắn đột phá trong chớp mắt thằng nhãi thối tha này là người hay là yêu quái sao lại thu luyện nhanh chóng như vậy nó vừa nghĩ tới đây đột nhiên khí huyết của hứa ứng lại vận chuyển trong lồng ngực dâng lên tiếng voi kêu trầm trầm du dương chấn động tới mức tất cả song cửa trên phòng ốc của 67 gia đình ở khu ruộng tưởng ra đều rung lên bần bật. Nước trong chậu rửa mặt, chum vải, thậm chí trong rãnh, trong bể cũng bị chấn động thành từng gợn sóng lăn tăn. Xạ yêu đầu óc choáng váng, chỉ trong chớp mắt mà khí huyết vượt ải phá tan tầng thứ tư của tượng lực như ma quyền, như vậy đã đủ khiến người ta nghe mà kinh hãi, không ngờ hứa ứng lại phá thêm một ải, tu thành tầng thứ năm. Nó vội vàng nhìn về phía hứa ứng, chỉ thấy khí huyết của hứa ứng đang vận chuyển điên cuồng, thậm chí chảy ra ngoài làn da qua lỗ chân lông. Khí huyết tỏa ra ngoài tạo thành một dị tượng đầu voi thân người phía sau lưng y. Dị tượng này là do khí huyết tạo thành, cực kỳ hư ảo, cứ như một ảo ảnh trong suốt, cái đầu của nó còn cao hơn hứa ứng khoảng thước 7 thước 8, cử động theo quyền cước của hứa ứng. Đây là dị tượng đặc trưng khi tu thành tầng thứ 5. Tượng lực như ma quyền có tổng cộng 7 tầng, tầng thứ nhất máu truyền toàn thân, khí truyền trăm xương, tầng thứ hai tăng gấp đôi khí huyết, tầng thứ ba kinh lực phát ra xa hơn một trượng, tầng thứ tư là lực lượng của voi thần, tầng thứ năm là dị tượng tượng thần như ma, tầng thứ sáu khí huyết co lại gần thân thể, tầng thứ bảy tượng vương thần thể. Cường giả trong yêu tộc, hệ tu luyện tới võ đạo tầng thứ bảy là có thể xưng làm yêu vương, được phong làm sơn thần, hà bá. Tu luyện tới tầng thứ năm đã có thể xưng là đại yêu. Bây giờ hứa ứng có thể xưng là đại yêu, nhưng rõ ràng thằng nhãi này là người, xạ yêu khó hiểu, trong đầu hứa ứng không hề nghĩ nhiều. Thi triển thức thứ hai của tượng lực như ma quyền, bạch tường suý thị. Y nghiêng người quay tròn, đùi phải xé gió như cái vòi đánh ra, không khí bị xé rách, tạo thành tiếng rít sắc bén. Sau lưng y, thần nhân đầu voi thân người cũng xoay người vung chân, chân của voi thần và chân của y trùng điệp, một tiếng bốp giòn giã vang lên, đánh thẳng vào hông của thần linh áo lục, đánh cho hắn lảo đảo, phần eo cong gập lại, thân thể gần như dán sắp xuống đất. Thần linh áo lục vừa sợ vừa giận, lùi lại mấy bước, né tránh đòn đánh của hứa ứng, đột nhiên tháo một bức tường bên cạnh, dơ lên cao, định đập xuống người hứa ứng như đập con ruồi. Bức tường ầm ầm vỡ nát, hứa ứng suốt quyền đánh nổ vách tường, gạch vụn bay tán loạn, đập vào mặt thần linh kia. Thần linh áo lục dơ một tay che mặt, tay khác nắm thành quyền đánh tới. Nắm đấm của hắn va chạm với nắm đấm của hứa ứng, chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn giã vang lên, không ngờ lại bị bẻ gãy. Thần linh áo lục trong lòng sợ hãi, ánh mắt hắn và ánh mắt hứa ứng chạm vào nhau, trong lòng lại bị nỗi sợ chi phối đó là nỗi sợ của phạm nhân đối với thần linh không ngờ hắn lại thấy sợ hãi như một phạm nhân cứ như hứa ứng mới là thần linh thống trị sinh tử của hắn hắn chặn trái chặn phải cuối cùng không cách nào né tránh hắn nhìn thấy nắm đấm của hứa ứng càng lúc càng phóng to về phía mặt mình vội vàng kêu to ta là thần linh được thành hoàng sắc phong có trong danh sách của cả em mờ đình và hoàng đình người giết ta là mạo phạm luật trời chữ trời còn chưa ra khỏi miệng nắm đấm của hứa ứng đã đánh thẳng vào mặt hắn xuyên qua sau đầu hắn, khiến cho cái đầu hắn xuất hiện thêm một lỗ thủng lớn. Thần linh áo lục đờ đẫn, thi thể lung lay, đổ nhào xuống đất, tinh khí tan rã, hóa thành một đống gỗ. A a a cách đó không xa, xã yêu sợ tới mức há hốc mồm, la hét ầm ĩ. Chương 3: Kẻ sát thần, hứa ứng. Hứa ứng ngơ ngác đứng trên con đường của khu ruộng tưởng ra, bốn phía là thôn dân hoảng sợ bỏ chạy tứ tán. Ở góc đường cách đó không xa còn có một con xà yêu hoa văn trắng đen giao nhau, đang giơ mũi đuôi chỉ về phía y, vừa nhìn thôn dân bỏ chạy vừa phát tiếng giết chói tai, không ngừng lè lưỡi rắn. Các thôn dân vốn đã sợ tới mức hồn phi phách tán, có người ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài báo quan, có người lại kéo vợ con trốn trong nhà, nhìn qua cái cửa run lẩy bẩy. To gan thì trốn sau cửa sổ hay cửa chính, lén lút nhìn ra ngoài. Hứa ứng đứng một mình giữa đường, dưới chân là thi thể của thần linh áo lục. Một lát sau, thiếu niên mới khôi phục tinh thần, nhìn bốn phía xung quanh thôn dân vốn quen thuộc, thậm chí còn nói đùa với y, gọi y rất thân mật là tiểu ứng a ứng, còn có người nói đùa gọi y là hứa tiểu nguyễn. bây giờ đều sợ hãi y như sợ hãi thần linh. ta ra mặt cho các ngươi, các ngươi không cần sợ ta. hứa ứng thầm nhủ trong lòng, chúng ta bị quan lão ra ức hiếp thì cũng thôi. thần linh tượng gỗ này ăn uống của chúng ta, hưởng thụ lễ bái của chúng ta, nhưng vẫn ức hiếp chúng ta. bọn chúng coi chúng ta là gia súc, nhưng chúng ta nào phải gia súc? chúng ta là người biết phản kháng biết báo thù nhưng vì sao các ngươi lại sợ ta hứa ứng không hiểu một lát sau hứa ứng bước qua thi thể thần linh áo lục đi tới dưới bàn thờ trong từ đường không nói một lời cầm và quay vịt nướng trên bàn thờ lên ăn y ăn từng miếng rất nhỏ rất chăm chú đây là thói quen của người bắt rắn bắt rắn nhất định phải kiên trì lá gan cũng phải to nhưng điều quan trọng nhất là không được đói bụng đói bụng cũng tức là thể lực không đủ thể lực không đủ sẽ xuất hiện sai lầm có thể chết trong miệng rắn độc hứa ứng gặp phải đại họa không thể để bụng rỗng bỏ đi nhất định phải ăn uống no đủ y ăn một con gà nướng lại ăn nửa con vịt nướng nhét nửa con vịt nướng còn lại vào trong lòng sau đó ăn thêm mấy miếng hoa quả rồi cầm hoa quả nhét vào trong túi hứa ứng đứng dậy chấm máu tưởng viên ngoại viết một hàng chữ lên vách tường kẻ giết thần là hứa ứng hứa ứng lau máu trên tay lên thi thể tưởng viên ngoại đứng dậy rời khỏi từ đường về trong nhà mình Căn nhà của y chỉ có bốn bức tường, không có nhiều của cải, thậm chí trong vại chẳng có nhiều gạo, chỉ có một ít bột gạo được rang chín làm lương khô. Người bắt rắn phải vào nơi thâm sơn cùng cốc để bắt rắn, đương nhiên không cần mang theo gạo và mì, chỉ cần lương khô. Hứa ứng mang theo lương khô cho ba ngày, nhìn những kinh sách mà mình thu thập được, do dự một chút rồi không mang theo. Y rời khỏi nhà, đi ra ngoài thôn, y đi tới cửa thôn, vành mắt đột nhiên cay cay, xoay người, quỳ gối về phía thôn xóm tưởng ra mấy năm qua cảm ơn mọi người đã trông nom tiểu ứng đã gây thêm phiền toái cho các hương thân phụ lão y dập đầu một cái hứa ứng đứng dậy quay người rời đi a ứng sau lưng vang lên một giọng nữ hứa ứng quay đầu lại chỉ thấy một bé gái mặc đồ tân nương đang ngồi ngoài cửa từ đường trong lòng còn ôm thi thể tương lộ a ứng cảm ơn huynh cô bé hô to huynh phải cố gắng sống sót đấy bảo trọng hứa ứng xua tay rời khỏi khu ruộng tưởng ra ta vốn là cô nhi y thầm nhủ trong lòng, cha nuôi nuôi dưỡng ta như con ruột, người trong thôn cũng đối xử rất tốt với ta. Ta sẽ vì bọn họ mà giết thần báo ơn, ta cũng vì an nguy của bọn họ mà rời khỏi. Chuyến đi này, sẽ không có ngày về. Này, đột nhiên một giọng nói gọi y lại, hứa ứng nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy một con rắn lớn trắng đen đan sen đang ở trên cây liễu ven đường, nhô đầu ra, chính là con xạ yêu mà y đã bắt. Hứa ứng nhìn nó một hồi, không dừng bước, tiếp tục chạy về phía trước. Hứa ứng, Chờ ta một chút, con xả yêu kia vội vàng bò xuống gốc cây, cái đuôi lúc lắc, nhanh chóng đuổi theo y, cười nói, người giết chết thần linh, người thảm rồi. Nói cho người biết, tất cả thần linh trong khu vực linh lang này đều được thành hoàng sai phái, thành hoàng mà biết người giết chết thần linh, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Thiên hạ rộng lớn, không có chỗ cho người dung thân. Hứa ứng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chạy đi, con xả yêu này và y từng tỉ thí cước lực hứa ứng truy đuổi nó trong núi suốt ba ngày ba đêm mới đuổi tới lúc con rắn lớn này mệt mỏi, bắt nó lại, giờ phút này hứa ứng muốn bỏ rơi xả yêu cũng chẳng dễ dàng gì. Xả yêu bám theo y, cười nói, ngươi giết tưởng viên ngoại, quan phủ cũng không bỏ qua cho ngươi. Ngươi biết quan phủ rồi đấy, trong đó ẩn giấu những người lợi hại nhất trên đời, những người này được gọi là na. Bọn họ là những kẻ nắm giữ na thuật, kha kha, đừng nói ngươi với ta, ngay cả thần linh cũng cực kỳ sợ hãi. Hứa ứng nghe tới chữ na, không khỏi cau mày. Chu lễ hạ quan có viết, người mở cửa bí tàng, khai thông thiên địa, sai khiến quỷ thần, trừ ôn dịch tà ma, chính là Na, hậu thế gọi là Na Sư. Các thế hệ trong triều đình trọng dụng Na Sư, chọn những người tài năng xuất chúng tới các châu các quận các huyện làm quan. Đối với người trong thế tục, Na Sư trong quan lại còn đáng sợ hơn cả thần ma. Thà chọc thần ma, đừng trêu quan Na, chọc phải thần ma, cùng lắm là giết chết nhà ngươi, nhưng trêu vào Na Sư, cho dù ngươi biến thành quỷ cũng phải chết thêm lần nữa chắc chắn quan phủ sẽ phái na sư tới, người đắc tội với thần linh, lại đắc tội với na sư, người chết chắc rồi. Hứa ứng nổi giận, người còn bám theo ta, có tin ta phơi người thành thịt rắn khô không? Xạ yêu cười nói, phơi ta thành thịt rắn khô rồi người cầm đi nộp thuế à? Bây giờ người đang có án mạng trên người, tới nha môn là tự chui đầu vào lưới. Hứa ứng dảo bước chạy nhanh hơn, nhưng trước sau vẫn không cách nào cắt đuôi nó, đành phải nén giận nói, rốt cuộc người bám theo ta để làm gì? xạ yêu mặt mày hớn hở. Đương nhiên, nó không có lông mày, cười nói ta muốn người truyền thụ tượng lực như ma quyền cho ta. Hứa ứng chạy không dừng bước, nghe vậy la lên thất thanh, ta vừa mới tu luyện tượng lực như ma quyền, ngươi thì là tuyệt học gia truyền các đời, vì sao còn muốn ta dạy cho ngươi? Xạ yêu im lặng, một lát sau mới nói ta tu luyện 120 năm, bây giờ mới luyện đến tầng thứ ba, mãi vẫn không luyện được tới tầng thứ tư. Cha ta, tổ phụ của ta đều không luyện được tượng lực như ma quyền tới tầng thứ tư. Hứa ứng tức giận nói, các ngươi không tay không chân, không luyện được cũng là đương nhiên. Đừng có bám theo ta. Xạ yêu cười nói, trời đất bao la, có chỗ cho hứa ứng nhà ngươi đặt chân hay sao? Tần nham động của ta là nơi ẩn thân rất tốt. Hứa ứng hai mắt sáng bừng lên, cười nói, xà huynh, xà ca, tần nham động đi đường nào? Mùng một, mọi người tụ tập trong miếu hoàng thành của Linh Lăng, có vô số thiện nam tí nữ thờ cúng thành hoàng, cực kỳ náo nhiệt. Linh Lăng thành hoàng tên là Tiết Linh Phủ, cũng thức tỉnh lại từ trạng thái bức tượng, hóa thành thân thể máu thịt, hưởng thụ hương khói và tế lễ. Đột nhiên, một luồng khói xanh từ dưới đất bốc lên, hóa thành một vị thần thổ địa cao hai thước, như một làn khói từ từ nhảy tới bên cạnh thành hoàng tiết linh phủ, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói hai câu. Thành hoàng tiết linh phủ giận tím mặt, giết mệnh quan của âm đình ta, mạo phạm luật trời, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hứa ứng tội đáng muôn chết, chuyên lệnh của ta, linh lăng này, 800 ngọn núi, 500 sông ngòi, 1.200 thôn chấn, thần linh lớn nhỏ, truy tìm hứa ứng, diệt trừ tại chỗ để gian đe. Đợi đã, đột nhiên, bên ngoài miếu vang lên một giọng nói, thành hoàng tiết linh phủ nhìn theo tiếng nói, hóa ra là huyện lệnh linh lăng chu dương thống lĩnh một số quan lại, lao nhau xông vào trong miếu. Một vị quan đi lên phía trước nói, hứa ứng là người sống, hắn phạm tội giết tưởng viên ngoại, đương nhiên phải trừng phạt theo luật pháp dương gian. Án này nằm trong quản lý của huyện Nha Linh Lăng chúng ta. Tiết Thành Hoàng, người có thể thu hồi mệnh lệnh được rồi. Thành hoàng tiết linh phủ cười lạnh nói, hứa ứng giết thần linh của âm đình chúng ta, mạo phạm pháp luật âm đình chúng ta, đương nhiên phải chỉ tội theo luật pháp của âm đình. Chu huyện lệnh, mời các ngươi về đi. Huyện lệnh Chu Dương cười ha hả, vất tay áo đi ra ngoài, tới trước cửa miếu lại dừng bước, quay đầu lại nói, từ khi Đông Bình quận vương phản loạn tới nay, âm đình từ từ xâm chiếm dương gian, càng ngày càng nhúng tay vào nhiều chuyện. Thế nhưng trong mảnh đất linh lăng nhỏ bé này, trước đây hay sau này cũng là địa bàn của Chu gia ta, âm đình đừng hòng nhúng chàm. Người đâu, các quan lại dưới trướng hắn dồn dập khom lưng, Chu Dương sắc mặt âm trầm, bắt hứa ứng về quy án cho ta, nếu gặp phản kháng hay người ngoài cản trở, bất luận đối phương là người hay là thần, giết chết không cần luận tội. Rõ, các quan lại lục tục rời khỏi, thành hoàng tiết linh phủ hư lạnh một tiếng, xua tay. Thổ thần trên vai hắn hiểu ý, lập tức nhảy xuống, hóa thành làn khói xanh chui xuống dưới đất, đuổi theo Chu Dương. Không bao lâu sau, huyện lệnh Chu Dương thống lĩnh một số quan lại đi tới khu ruộng của tưởng gia. Các thôn dân thấy quan sai tới còn sợ hãi hơn lúc thấy thần linh lão ra, đồng thời quỳ dạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Chu Dương thống lĩnh quan sai đi qua giữa các thôn dân đang quỳ dạp xuống, cực kỳ hứng thú quan sát pho tượng thần linh áo lục dưới đất, giơ tay so sánh với cái lỗ lớn trên gáy pho tượng. Một loại yêu pháp dị hóa, có thể khiến thân thể hóa lớn, là pháp môn võ đạo. Hắn hạ giọng cười nói, hứa ứng này chỉ là một thảo dân, không ngờ lại tu luyện yêu pháp, thú vị đấy. Chu Dương xua tay, để quan sai đi làm việc, bản thân lại ngồi xuống lưng một thôn dân, vẻ mặt ôn hòa nói, Ngọc Bá, năm nay thu hoạch ra sao? Tưởng Ngọc Bá là trưởng thôn trong khu ruộng tưởng ra, hắn cẩn thận nói, hôm nay thu hoạch khá tốt, được thêm ba đấu thóc. Chu Dương gật đầu, nở nụ cười hiền lành, hoa màu phát triển ra sao? Hoa màu đều rất tốt, tưởng Ngọc Bá cười bồi nói, sắc mặt Chu Dương trầm xuống, quát lớn, thu hoạch rất tốt, hoa màu cũng không tệ, thế thì vì sao thuế má trong thôn các ngươi khó thu như vậy? Chẳng lẽ là không muốn bản quan sống yên lành, tưởng ngọc bá quỳ dạp xuống đất, không dám nói gì? Chu Dương hừ một tiếng, nói bản quan thu quyền thu thuế là thu cho mình hay sao? Không phải, là thu cho triều đình, bản quan có ăn một hạt thóc của các vị đồng hương không? Không có, bổng lộc của bản quan là triều đình phát, bản quan ăn uống đều là mua bằng bổng lộc, chưa bao giờ lấy một chút đồ nào của đám dân chúng lắt nhất các ngươi. Tưởng Ngọc Bá vâng vâng dạ dạ, dập đầu lia lịa, đại nhân thanh chính liêm minh. Lúc này, một vị quan sai đi tới, ôm một đống kinh sách lớn lớn nhỏ nhỏ trong lòng, đại nhân, hứa ứng lẩn trốn, không có trong nhà. Thuộc hạ tìm thấy những thứ này, những kinh sách này chính là chỗ đạo dẫn công mà hứa ứng thu thập được, hứa ứng vội vàng chạy trốn nên không không mang theo. Chu Dương tiện tay cầm một quyển kinh sách lên, lật qua lật lại, vốn không mấy để ý, nhưng khi thấy chú giải mà hứa ứng ghi lại trên kinh sách, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn đột nhiên đứng bật dậy, đoạt lấy mấy quyển sách khác, nhanh chóng dở ra xem. Chỉ thấy những kinh sách này quyển này cũng có chú giải của hứa ứng, không ngờ lại là lời bình về yêu khuyết điểm và cảm ngộ của y về các môn công pháp của yêu tộc, chữ nào cũng như châu ngọc, ngắn gọn mà cực kỳ chính xác, kiến giải rất sâu. Đám thôn dân không ai dám thở mạnh một tiếng, tên hứa ứng này, ta vốn tưởng hắn chỉ là kẻ giết thân, không ngờ hắn còn tu luyện yêu pháp, hơn nữa còn cất giấu nhiều kinh sách yêu pháp như vậy, chu dương giận tím mặt, cười lạnh nói kẻ này giấu giếm dã tâm làm loạn thiên hạ, nếu không diệt trừ át thành họa lớn. truyền lệnh của ta, nếu gặp được hứa ứng, không cần bắt sống, giết chết không cần luận tội. các quan sai nhận lệnh, nhanh chóng rời khỏi khu ruộng tưởng ra, truy tìm tung tích hứa ứng. các thôn dân quay sang nhìn nhau, người mà huyện lệnh chu dương nói tới có phải hứa tiểu nguyễn mà bọn họ quen thuộc không? chu dương mang chỗ kinh sách còn lại trở về huyện nha sân sau của huyện nha một ông lão ngồi trong tròi nghỉ mát uống trà chu dương đặt những kinh sách có chú giải của hứa ứng ở bên cạnh ông lão rồi cung kính đứng một bên ông lão cầm một quyển kinh sách lên lật xem một tờ rồi cười nói những kinh sách này chỉ là công pháp thải khí kỳ của yêu tộc không có pháp môn tiếp theo dương nhi cầm về làm gì huyện lệnh chu dương vội vàng nói phụ thân xem chú giải phía sau đi ông lão chu nhất hàng kia cực kỳ ngạc nhiên lật ra phía sau quả nhiên thấy lời chú giải của hứa ứng sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Lão nhanh chóng đọc hết một quyển kinh sách, lập tức cầm quyển khác lên, đọc lướt qua một lượt rồi lại lấy quyển kế tiếp. Chỉ trong chốc lát, Chu Nhất Hàng đã đọc xong hết kinh sách, sắc mặt nghiêm nghị nói, chú giải trên kinh sách là đã kiến giải về yêu pháp tới mức thâm sâu, e rằng trong Chu gia ta, các tộc lão chuyên nghiên cứu đạo này cũng không bằng hắn. Người lấy đâu ra chỗ kinh sách này? Người viết chú giải trên kinh sách là ai? Chu Dương nói, một thiếu niên 14 tuổi, là một người bắt rắn. Chu Nhất Hàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, thiếu niên 14 tuổi. Chu Dương vội vàng nói, hắn vốn là người bắt rắn trong khu ruộng tưởng ra, tên là Hứa Ứng, không biết vì sao lại luyện được công pháp yêu tộc, giết chết thần linh mà khu ruộng tưởng ra thờ cúng. Bây giờ hắn đang lẩn trốn, con vào lục soát, tìm được những kinh sách có chú giải này. Chu Nhất Hàng đứng dậy, sắc mặt khó lòng tin nổi, tộc lão Chu gia ta vì nghiên cứu yêu pháp mà không tiếc minh xâm nhập cấm địa cấm khu, đào bới động phủ thượng cổ, thương vong nặng nề nhưng kiến giải của các tộc lão còn không tinh thâm bằng người bắt rắn 14 tuổi này. Dương Nhi, con nhất định phải bắt sống kẻ này mang về. Chu Dương cẩn thận nói, Thành Hoàng cũng đang đuổi giết kẻ này, con lo hắn rơi vào tay Thành Hoàng, vì vậy hạ lệnh giết chết. Thành Hoàng tiết linh phủ, sắc mặt Chu Nhất Hàng cũng hơi đổi, trầm ngâm nói, nếu hắn rơi vào tay Thành Hoàng, thế thì giết chết vẫn hơn, nhưng đúng là đáng tiếc cho tài hoa này. Nếu đã kinh động tới Thành Hoàng, như vậy chuyện này nên do ta tự làm nếu có thể bắt giữ hứa ứng là tốt nhất nếu không thể ta phải đích thân giết chết hắn tuyệt đối không thể để hắn rơi vào tay thành hoàng được chu dương cúi người tán thành chu nhất hàng nhanh chóng lướt đi chu dương ưỡn thẳng người sắc mặt khó hiểu hạ giọng nói công pháp yêu tộc quan trọng đến vậy ư vì sao lão tổ tông và các tộc lão chu ra lại để tâm tới công pháp yêu tộc như vậy thời kỳ thượng cổ lịch sử xa xưa đã không thể kiểm chứng không có nhiều văn tự ghi chép Tới nay nhân tộc trên đời chủ yếu tu luyện bí tàng, thân thể có 6 đại bí tàng, mở được một trong số đó là có thể trở thành na sư, sở hữu năng lực khó mà tin nổi. Chu gia là một thế gia na sư như vậy, còn là một trong những thế gia hùng mạnh nhất cõi đời, vì vậy Chu Dương rất khó hiểu về hành động nghiên cứu yêu pháp của lão tổ tông. Tộc lão Chu gia để tâm tới yêu pháp như vậy thì cũng thôi, thành hoàng là âm thần, sao cũng để tâm. Hắn thầm nghĩ, hắn nghe được một số tin đồn trong tộc, lão tổ tông chu Gia lợi dụng yêu pháp tiến hành một số nghiên cứu khá thần bí có người nói là huyền bí trong chuyện phi thăng nhưng chu dương chỉ là nhân viên phía ngoài chu Gia, không biết nhiều khu ruộng tưởng ra các thôn dân thu dọn hiện trường quét tước đường phố trong căn nhà của hứa ứng đột nhiên dưới lòng đất có một làn khói mờ ảo ngoi lên trong làn khói một người thấp bé tay chân ngắn ngủn cầm trượng đầu hưu từ dưới đất chui lên chính là thổ thần trong miếu thổ địa gần đó tay hắn còn cầm một quyển kinh sách Vừa rồi quan sai tới lục soát, thổ thần này lấy được một quyển kinh sách, sợ bị người khác phát hiện nên vội vàng trốn dưới lòng đất, đợi quan sai đi rồi mới dám hiện thân. Thổ thần kia cao có hai thước, mở quyển kinh sách ra, vuốt sâu rung đùi lúc lắc đầu đọc sách, miệng nói không bằng dám chó. Chú giải của hứa ứng còn chẳng bằng dám chó, ta đem tới cho thành hoàng đọc thử, hắn mang theo quyển kinh sách, tung người nhảy một cái là chui xuống lòng đất, biến mất không còn tâm hơi. Không bao lâu sau, trong miếu linh lăng thành hoàng, thành hoàng tiết linh phủ mở quyển sách có chú giải của hứa ứng ra, sắc mặt hơi đổi, đọc cẩn thận từng chữ, đột nhiên khép quyển kinh sách lại. Đây là chú giải của hứa ứng, đúng là kiến giải cao thâm, thành hoàng tiết linh phủ căn dặn thổ thần, người lập tức truyền lệnh cho tất cả các thần linh xung quanh linh lăng, bắt lấy hứa ứng, không được giết hắn, ta muốn còn sống. Thổ thần vội vàng nói, tất cả các thần linh xung quanh linh lăng đều được điều động, truy tìm tung tích hứa ứng, không ở trong điện thờ, khó mà báo cho họ được. Hơn nữa Na Sư dưới trướng Chu huyện lệnh cũng đã lên đường, cũng đang truy tìm tung tích của hứa ứng. Thành Hoàng Tiết Linh phủ cao mày, đứng dậy khỏi điện thờ, đi ra ngoài, thản nhiên nói, thôi vậy, ta tự đi một chuyến. Chuyện hứa ứng hết sức quan trọng, nếu Chu gia cũng muốn có hắn, như vậy ta phải bảo, đảm cho dù hắn có chết thì thi thể cũng tuyệt đối không thể rơi vào tay Chu gia. Chương 4, thân thể lục bí. Hứa ứng theo xã yêu đi về phía Ngô Vọng Sơn, xã yêu hiện đang ở tần nham động, ngay dưới chân Ngô Vọng Sơn, chỉ có điều đường xá khá xa xôi. Đi qua thôn xóm bên cầu Hoàng Nê, chỉ thấy phía xa có một nữ nhân cao hơn một trượng mọc ra bốn cánh tay đứng ở cửa thôn. Mỗi cánh tay của nữ nhân kia cầm một thanh bảo kiếm, đang nhìn khắp nơi xung quanh. Đó chính là thần linh mà thôn xóm bên cầu Hoàng Nê thờ cúng. Mỗi người các người canh gác ở giao lộ, tuyệt đối không được lười biếng. Nữ nhân kia phân phó các thôn dân, nói cái gã tên hứa ứng kia chắc chắn sẽ đi ngang qua nơi này, không được để hắn chạy thoát. Hứa ứng và xả yêu vội vã dừng bước, chỉ thấy ở mỗi giao lộ đều có người canh gác, thậm chí trong ruộng lúa ven đường cũng có người quan sát. Thành hoàng đã hạ lệnh tất sát đối với ta, trái tim hứa ứng đập thình thịt loạn xả, trước mắt bỗng thấy mông lung. Thần linh ở Linh Lăng quá đông đúc, Linh Lăng có 800 ngọn núi, 500 sông ngòi, hồ nước, thêm cả các thôn chấn, số thần linh lớn nhỏ được thờ cúng lên tới hơn 2.000. Nhiều thần linh như vậy, có thể nói là hứa ứng có chắp cánh cũng khó thoát, hầu như không cách nào chạy trốn tới ngô vọng sơn cho dù y chạy đi đâu cũng chỉ có đường chết nhìn ta đây xạ yêu cười hì hì đột nhiên lao ra như mũi tên rời cung phóng thẳng về phía thôn dân chặn đường các thôn dân nhìn thấy con rắn lớn dài tới hơn ba trượng đang lao về phía mình vội vàng vứt bỏ vũ khí trong tay nhanh chân bảo chạy kêu gào liên tục có xạ yêu xạ yêu ăn thịt người rồi một ngụm một người nương nương cứu ta nương nương bị ăn mất rồi Hứa ứng nghe tiếng hét này rất giống tiếng xạ yêu. Y nhân lúc hỗn loạn nhanh chóng lao qua thôn xóm gần cầu hoàng nê này mà không làm kinh động bất cứ ai. Một lúc sau, xạ yêu tới nơi, trên người có thêm hai vết thương bởi kiếm. Không vấn đề gì, thần linh của thôn xóm cạnh cầu hoàng nê chỉ là một ả đàn bà, chém ta hai kiếm, nhiệm tình ả là nữ lưu, không tính toán với ả. Xạ yêu rất rộng lượng nói, hứa ứng nghiêm mặt đáp, đa tạ xà huynh cứu giúp. Còn chưa thỉnh giáo đại danh của xà huynh xà yêu ra vẻ đường hoàng nói, ra tổ tu luyện tượng lực như ma quyền, vì vậy lấy họ nghiêu. Khi ta sinh ra, phụ thân nói, loại rắn độc như chúng ta trong thời cổ đại được gọi là ngoan, ta đứng thứ bảy cho nên đặt tên cho ta là ngoan thất. Hứa ứng trần trừ trong chốc lát nhưng rồi không nhịn được nói, như huynh, chữ như trong tượng lực như ma quyền ý nghĩa không phải tu luyện bản thân thành như ma mà là khi tu luyện môn quyền pháp này, tinh thần sẽ như như ma, không biết sợ hãi. Môn quyền pháp này không dính dáng gì tới châu cả, xả yêu ngoan thất thần sắc ngây dại, chớp chớp đôi mắt nói, ý ngươi nói là, ra tổ lý giải sai về tượng lực như ma quyền. Tên ta không sai, họ nhà ta sai, hứa ứng thăm dò, hay là, người đổi tên. Xà yêu ngoan thất cười ha hả, gia tổ họ nghiêu, gia phụ họ nghiêu, chẳng lẽ ta lại quên nguồn quên gốc. Đại trưởng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta tên là ngoan thất. Còn cái họ nghiêu thì hắn ném ra sau đầu. Dọc đường, bọn họ lại gặp phải thần linh tới từ các thôn xóm bao vây chặn đường, xà yêu ngoan thất lao lên phía trước, thu hút sự chú ý của thần linh, hứa ứng nhân cơ hội chạy trốn. Những thần linh này cao hơn một trượng, dáng dấp cũng đủ loại hình dạng kỳ quái, có kẻ mọc ra bốn cánh tay, có tên sinh ra hai gương mặt, còn có mở mắt trên trán, cũng có mở mắt trong lòng bàn tay, giơ tay nhìn khắp bốn phía. Bọn họ thường là hồn phách của người chết bám lên tượng thần, tiếp nhận thờ cúng của người sống, lâu dần có thần thông, có thể mượn thân thể tượng thần hành động như thường. Hứa ứng cố gắng tránh khỏi các thôn chấn, đi vào trong rừng núi ít dấu chân người. Chỉ có điều trong rừng núi cũng có miếu sơn thần, miếu thổ địa, trong đó cũng hay thờ cúng sơn thần và thổ địa, con suối trong núi thường có thủy thần sinh sống ở đó, bất cần một chút thôi là có thể kinh động tới bọn họ. Những thần linh nơi rừng núi này thường là yêu tộc phong thần. Bọn chúng là đại yêu tu luyện thành công, tu hành thải khí kỳ tới tuyệt đỉnh, võ đạo cũng tu luyện tới tầng thứ bảy, có thể biến thành người, tiếp nhận chiếu chỉ chiêu an của thành hoàng, như vậy sẽ được phong làm sơn thần, thủy thần, nghe theo mệnh lệnh của thành hoàng. Loại thần linh này cường đại hơn các thần linh ở thôn trấn, hơn nữa cực kỳ hoang dại, càng nguy hiểm. Theo như lời xã yêu ngoan thất, bây giờ hứa ứng chỉ tương đương với đại yêu tu luyện thành công, còn kém xa cấp bậc yêu vương yêu thần. Một người một rắn cố gắng tránh xa thôn xóm và miếu sơn thần, tốc độ chậm chạp, đến trưa mới đi được 20 dặm trong khu vực núi non. Xã yêu ngoan thất người người nói, hơi nước bên kia rất đậm, chắc chắn có nguồn nước. Hoa quả trong lòng hứa ứng đã bị ăn sạch, cũng khát khô cả cổ, bèn đi theo hắn. Không bao lâu sau tiếng nước suối vang lên, xã yêu ngoan thất đang định đi tới, lại đột nhiên dừng bước. Chỉ thấy phía trước dòng suối nhỏ này là một hồ nước, bên hờ hồ nước có một chiếc xe ngựa, hai chủ tớ đang múc nước. Cách đó không xa chính là đường chuyển thư tín, không có chuyện gì, là liễu tư mã, liễu đại nhân. Hứa ứng trong lòng hơi động, bước ra ngoài, trong xe ngựa của liễu tông nguyên mang theo một cái dương dày cộp nặng trịch, dáng vẻ như sắp đi xa. Hứa ứng đi tới cuối người nói, liễu tư mã định rời khỏi linh lăng hay sao? Liễu Tông Nguyên thấy y và xạ yêu, hết sức ngạc nhiên, cười nói, hóa ra là hứa ứng tiểu huynh đệ. Ta nhận được chiếu thư của hoàng đế, triệu ta vào kinh. Hứa ứng cũng vui mừng cho hắn, nói lời từ tận đáy lòng, lần này liễu tư mã về kinh, chắc chắn sẽ được hoàng đế trọng dụng. Ta đọc ít sách, không biết nên nói ra sao, đại nhân cũng đã thấy mọi chuyện của dân chúng Vĩnh Châu rồi, chẳng mấy chốc là đại nhân thăng chức, mong ngài đừng quên bách tính Vĩnh Châu, có được hoàng đế trọng dụng, cũng nhớ để bách tính có chút cơm ăn. Liễu Tông Nguyên nghiêm mặt nói, tiểu huynh đệ yên tâm, lần này ta về kinh thành chắc chắn sẽ chặt đứt những tệ nạn cũ, giảm trừ siêu thuế, thúc đẩy cải cách, tái hiện hương thịnh, không phụ lời nhờ vả của hương thân phụ lão. Hứa ứng thầm cảm động, cúi người bái tạ, kẻ nơi dân dã xin đợi tin lành của Liễu Tư Mã. Liễu Tông Nguyên đáp lễ, không dám, người hầu lấy nước xong, lái xe ngựa, nói, đại nhân, chúng ta mau đi thôi. Liễu Tông Nguyên lên xe, hứa ứng vẫy tay lưu luyến, nhìn theo xe ngựa đi xa. Liễu Tư mã quan tâm tới thiên hạ, sau này cuộc sống khẽ khá hơn. Hứa ứng cười với ngoan thất nói, đáng tiếc, y không thể tiên tri. Lần này Liễu Tông Nguyên vào kinh chẳng những không được trọng dụng, ngược lại còn bị xa lánh, sau đó bị giáng cấp về Liễu Châu, mấy năm sau thì tuyệt vọng qua đời, chỉ mới 48 tuổi. xạ yêu ngoan thất không hiểu, hỏi do, hứa ứng, nếu người biết vị đại quan này, sao không ngờ hắn nói đỡ giúp cho, gột rửa tội danh của mình. Hứa ứng khẽ mỉm cười, như huynh, người vừa nói đại trưởng phu đi không thay tên ngồi không đổi họ, ta cũng có một câu nói. Y nói cực kỳ hào hùng, đại trưởng phu tự làm tự chịu, sao phải nhờ tay người khác. Thần linh lão ra là ta giết, tất cả hậu quả do ta gánh chịu. Nói hay lắm, trong thác nước ở phía khác vang lên tiếng tán thưởng, khiến chim chóc trong rừng kinh hãi bay tán loạn. Hứa ứng cũng cả kinh, nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy ở thác nước đối diện có vị tiểu lại mặc áo xanh, mới khoảng 20 tuổi, gương mặt đầy phong độ của người trí thức, dáng dấp cũng rất thanh tú, hiển nhiên xuất thân tốt hẳn hơn loại thiếu niên dân dã như hứa ứng. Lại, chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến, dưới quyền quan. Trái tim hứa ứng đập kịch liệt hai lần, quan lại, người mà hắn sợ phải gặp nhất, hắn đã thấy rất nhiều lần, đám quan lại này xông vào trong thôn trang, ép thuế ép quyên, kéo thẳng dê bò của thôn dân đi, mặc cho bọn họ gào khóc mấy ngày liền, tâm địa vẫn như sắt đá không hề lay động. Huống chi trong số quan lại còn có na sư, nắm giữ pháp thuật thần bí khó lường. Chỉ mong hắn không phải na sư, trái tim hứa ứng đập thình thịch, nói rất hay, vị tiểu lại mặc áo xanh vỗ tay tán thưởng, nói, hứa ứng, người đã nói tự làm tự chịu, thế thì ngươi đại nghịch bất đạo sát hại thần linh, mạo phạm luật trời, lại giết hại tưởng viên ngoại, tốt nhất là bó tay đền tội đi. Đền cái bà nhà ngươi, hứa ứng cười ha hả nói, thần linh mà ta còn đánh chết, ngươi không sợ ta đánh chết ngươi hay sao vị tiểu lại áo xanh khẽ mỉm cười giơ ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng ngắt một chiếc lá non trên một sợi đằng cạnh hồ nước chỉ thấy chiếc lá non đó mọc chi nảy mầm trên tay hắn nhanh chóng sinh trưởng chẳng mấy chốc đã xanh um tươi tốt bò lên cây liếu cạnh bờ hứa ứng thầm kinh ngạc đây là một gã quan lại sở hữu na thuật na sư bọn họ có pháp môn thần bí khó lường mở cửa bí tàng của thân thể nắm giữ lực lượng mà phàm nhân khó lòng tưởng tượng nổi Xua đuổi thần linh điều khiển quỷ quái, hàng yêu trừ ma, có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất cõi đời này. Giang giác, cây liếu kia đổ sụp xuống, dây leo mà tiểu lại áo xanh dùng na pháp tạo ra như con mãng xà lớn, xoắn đứt cây liếu có gốc cây to bằng thùng nước thành thành mấy khúc. Khóe mắt hứa ứng giật giật, ta tên là Đinh Tuyền, là phó tư pháp của Linh Lăng. Hứa ứng, người tu luyện yêu pháp phải không? Tiểu lại áo xanh hờ hững dơ chân, nhẹ nhàng đặt xuống mặt nước, hồ nước nhẹ nhàng rung động dưới đầm có hoa sen lá sen nhanh chóng sinh trưởng. Trong đó có một chiếc lá sen đang nâng chân của tiểu lại áo xanh Đinh Tuyền. Đinh Tuyền lại giơ chân lên bước về phía trước, lại có một chiếc lá sen từ dưới nước nhô lên, đỡ bước chân hắn. Hứa ứng, tu luyện yêu pháp giúp người sở hữu lực lượng mạnh mẽ, có thể đánh chết thần linh, khiến cho lòng tin của người bành trướng. Nhưng người chỉ đánh chết một thần linh trong thôn mà thôi. Loại thần linh trong thôn ấy còn có một biệt danh, đó là thần ngọn cỏ. Đinh Tuyền đạp chân lên mặt nước, Mỗi bước sinh hoa sen, đi từ bờ bên kia tới, thân sắc thản nhiên, nhân tộc chúng ta có con đường tu luyện chân chính, cần gì phải tu luyện yêu pháp. Yêu pháp tu luyện tới mức tột cùng cũng chỉ là thải khí kỳ. Thân thể có lục bí, mở được bất cứ bí tàng nào, cho dù là bí tàng tầng thứ nhất cũng đủ vượt qua thần linh trong thôn, vượt qua yêu vương. Hắn vừa đi vừa nói, dưới chân không ngừng có hoa sen sinh trưởng, hoa sen nở rộ, còn phía sau lại là hoa sen lá sen nhanh chóng héo tàn khô héo, biến thành bụi đen. Hứa ứng siết chặt nắm đấm, cười nói, xin hỏi thân thể lục bí là lục bí nào? Các hạ mở bí tàng nào, rồi luyện tới tầng thứ mấy rồi? Y bỗng ngơ ngác, nhận ra bên cạnh trống rỗng. Hiển nhiên, xã yêu ngoan thất đã không còn bóng dáng tăm hơi. Hứa ứng thấy hơi mất mát, lại lập tức yên lòng. Đây vốn là chuyện của bản thân Y, Y không muốn làm ngoan thất liên lụy vào. Đinh Tuyền đi tới đối diện Y, cách nhau chưa tới hai trường, chỉ có điều hắn đứng trên mặt nước, còn hứa ứng đứng bên hồ, thân thể lục bí, giáng cung, hoàng đình, ngọc kinh, dũng tuyền, ngọc trì, nê hoàn, lục bí này chỉ có thể mở một trong số đó. Muốn tìm ra những bí tàng này cũng không dễ dàng gì. Đình tuyền không hề vội vã, kiên trì giảng giải, nói vị trí cụ thể của bí tàng trong cơ thể mỗi người lại khác biệt, phải có đại na tu vi cao thâm giúp người tầm long định vị, tìm ra vị trí của bí tàng rồi giúp người mở ra. Phàm phu tục tử làm sao có cơ hội như vậy được. Chỉ có người xuất thân danh môn vọng tộc, trong gia tộc có đại na mới có thể mở được bí tàng trở thành na sư nắm giữ na thuật hắn cảm khái nói vì vậy trở thành na sư là cực kỳ khó khăn không phải ai cũng làm được hứa ứng cười nói ta chỉ nghe nói chu huyện lệnh là danh gia vọng tộc nhưng chưa từng nghe nói có danh gia vọng tộc nào họ đinh xem ra muốn làm na sư còn một cách khác đó là làm chó cho danh gia vọng tộc sắc mặt đinh tuyền trầm xuống người muốn chết gà hứa ứng nói câu này đã chạm vào chỗ đau của hắn dưới chân hứa ứng đột nhiên bùn đất bắn tung lên, từng sợi dây leo thô to từ dưới đất chui ra, quấn lấy hai chân hứa ứng, trói chặt lại. Dây leo sinh trưởng như độc long mãng xà, nhanh chóng quấn khắp người hắn, trói hắn như cái bánh qua trèo. Đinh Tuyền sắc mặt âm trầm, đột nhiên giơ tay lên, dây leo mang theo hứa ứng kéo vun vút lên trên, dựng thẳng giữa không trung, cao tới hơn 10 trượng, vượt xa rừng cây. Bàn tay hắn đập xuống, dây leo kia cũng vùng hứa ứng lên, đập mạnh xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, hứa ứng bị đập lên đống đá cạnh hồ nước đá vụn bay lung tung đinh tuyền giang rộng năm ngón tay từng sợi dây leo sắc bén đột một chui lên từ dưới đất đâm về phía hứa ứng giữa đống đá từ bốn phương tám hướng tiếng viu viu vang vọng như từng thanh kiếm sắc màu xanh đâm thẳng vào chỗ hứa ứng vừa rơi xuống vô số đá vụn bắn ra đập lung tung khắp nơi đinh tuyền nắm mạnh tay phải lại vô số sợi dây leo quấn vòng quanh hứa ứng tạo thành một hình cầu màu xanh chu vi tới chín thước đột nhiên dây leo quấn lấy nhau kéo căng siết chặt cho dù trong đó có là tảng đá cũng bị ép ra nước, cũng bị nghiền tới tan nát. Đừng có trách ta, Đinh Tuyền chậm rãi buông nắm tay đang siết chặt ra, khóe miệng giật giật. Đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Người động vào chỗ kỵ của ta, thì phải chết. Sau khi hắn buông tay ra, từng dây dây leo trong hình cầu kia dồn dập tan nát, hóa thành bột phấn. Na thuật của hắn có uy lực quá mạnh, lực lượng bộc phát vượt xa mức cực hạn mà đám dây leo này có thể chịu được, sau khi uy lực của na thuật bộc phát, dây leo cũng bị chấn động tới mức tan nát. Đây là uy lực xuất phát từ bí tàng trong thân thể. Chương 5, Vu Na chi thuật, khối cầu màu xanh tan vào không trung như một làn khói. Hứa Ứng từ trên không rơi xuống, thịt một tiếng, hai chân chạm đất, đứng rất ổn định. Đinh Tuyền ngây ngốc, người bị xoắn nát xương cốt toàn thân không thể hạ hai chân xuống đất, càng không thể đứng vững chắc như vậy được. Nhưng Hứa Ứng lại đứng rất vững vàng, nhưng đây là na thuật na sư mở bí tàng trong thân thể tìm hiểu thiên địa tự nhiên tăng cường tu vi nội tại thi triển na thuật một sợi dây leo lúc vừa rồi của hắn có thể vặn đứt cả gốc cây lớn sao hứa ứng chịu xong đòn này mà vẫn không chết cho dù là thần linh làm bằng sắt thép cũng bị đòn vừa rồi của hắn đánh thành cái sàng vò thành bùn nhão xem ra cho dù ngươi làm chó cho chu gia chu huyện lệnh cũng không truyền thụ na thuật chân chính cho ngươi hứa ứng hít một hơi thật sâu xương cốt trên người vang lên tiếng lách cách ngẩng đầu lên khóe miệng dỉ máu, cười nói, nếu chu gia truyền thụ cho ngươi na pháp chân chính, ta phải chết rồi mới đúng. Nhưng cho dù ngươi mở bí tàng, chiếm tiên cơ mà vẫn không thể giết chết ta. Con người của Đinh Tuyền hơi co lại, hắn nương nhờ vào chu gia, chu gia giúp hắn mở bí tàng, giúp hắn trở thành na sư, nhưng dù sao hắn cũng không phải người của chu gia, công pháp chu gia truyền thụ cho hắn chỉ là công pháp cấp thấp, na thuật truyền thụ cho hắn cũng là na thuật cấp thấp nhất. Cho dù hắn tự nhận mình tài năng xuất chúng, nhưng không cách nào tu luyện tới cảnh giới cao thâm, tăng cường thực lực bản thân. Hứa ứng thôi thúc khí huyết như điên cuồng, trong cơ thể vang lên từng tiếng sấm rền, tiếng sấm nối liền, hóa thành tiếng voi giống. Khí huyết sau lưng y ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành hư ảnh thần nhân đầu voi thân người. Hứa ứng nhìn chằm chằm vào đinh tuyển đứng trong hồ nước, đột nhiên rậm mạnh chân xuống, bùn đất bắn tung, y sải bước một cái đã như mũi tên rời cung, ngay khoảnh khắc sau đã lao tới trước mặt đinh Tuyền. View, y xuất quyền đánh ra, thần nhân đầu voi sau lưng cũng xuất quyền tương tự, tượng lực bộc phát, mặt nước nổ tung, cuồng phong khuấy động cuốn theo sóng nước ập về phía đinh tuyền. Chỉ nghe rầm một tiếng, vô số dây leo mọc lên từ trong làn nước, đan sen vào nhau, chỉ trong chớp mắt đã hình thành một cái khiên lớn bằng dây leo che trước mặt đinh tuyền. Quyền phong của hứa ứng lướt qua, tấm khiên dây leo đã nghiền nát. Còn lúc này đinh tuyền cũng xuất quyền đánh tới, từng sợi dây leo quấn quanh nắm đấm của hắn, khiến nắm đấm càng lúc càng khổng lồ, đồng thời có vô số dây leo quấn quanh cánh tay hắn như từng bắp thịt kéo căng sau khi phát lực dầm na thuật và võ đạo va chạm khiến sóng nước bắn lên không trung như bị cuồng phong lôi kéo trao đảo bất định nắm đấm dây leo ầm ầm tan vỡ thân hình đinh tuyền bay ngược về phía sau bước chân hắn di chuyển lớp giáp dây leo dưới chân và trên người hắn bị kéo bạt tận gốc nhổ đứt vô số sợi dễ tiếp đó dây leo lại cắm dễ xuống hóa giải lực lượng từ quyền vừa rồi của hứa ứng đinh tuyền vung quyền trái vô số dây leo nhô ra soàn soạt quấn lấy tay trái của hắn tạo thành một nắm đấm khổng lồ những sợi dây leo khác bám lên thân thể hắn bộ dễ quấn quanh người kéo căng vận sức như từng sợi dây cung mang tới cho hắn lực lượng không gì sánh nổi tuy hắn không tu luyện võ đạo nhưng na thuật thật quá tinh diệu khiến lực lượng của hắn không kém gì người luyện được tượng lực như hứa ứng dầm nắm đấm của hai người lại giao phong đinh tuyền lại lui một bước đồng thời lại có vô số sợi dây leo từ dưới đất mọc lên đảm nhiệm bắp thịt và gân chẳng cho hắn. Hứa ứng chỉ là thân thể phàm nhân, số lượng bắp thịt và gân chẳng trên người chẳng khác nào người bình thường, còn na sư như đinh tuyển có thể tạo ra bắp thịt và gân chẳng nhiều gấp mấy chục lần người bình thường, bù đắp lại thiếu hụt về mặt lực lượng, sánh vai với thần linh. Cùng lúc đó, cũng có không ít dây leo từ bốn phương tám hướng cuốn về phía hứa ứng. Hứa ứng đạp chân lên một sợi dây leo, thi triển cả quyền cước, đánh tan đống dây leo, khí huyết bộc phát, lại xuất quyền đánh tới. Đinh Tuyền đỡ hơn 10 quyền của y, lùi lại 10 bước, tới sát mép hồ nước, lùi vào trong rừng. Hứa ứng bám sát không tha, phát huy uy lực của tượng lực như ma quyền tới mức tận cùng, thôi thúc khí huyết khiến hào quang rực rỡ tỏa ra từ trong thân thể, như một vầng mặt trời từ trong đan điền không ngừng bay lên, hóa thành lực lượng hùng hồn, đi kèm với quyền cước, đánh về phía kẻ địch. Uy thế của y càng lúc càng mạnh, nhưng cây cối bốn phía xung quanh như sống dậy, từ bốn phương tám hướng, thậm chí từ dưới chân, ồ ạt đánh về phía hắn. Hứa ứng tin tưởng, bây giờ mình có thể dễ dàng đánh chết những kẻ như thần linh áo lục, nhưng đối mặt với na sư như Đinh Tuyền, y chỉ có lực lượng chứ không cách nào đánh tới người đối phương. Na thuật của Đinh Tuyền lúc nào cũng hóa giải được lực lượng của hắn chỉ trong gang tấc. Đinh Tuyền cũng âm thầm kinh hãi, cứ đỡ một quyền là hắn cảm thấy mình như bị con voi lớn nặng vạn cân va vào người, cánh tay và hai chân đều run rẩy. Tuy hứa ứng chỉ là thiếu niên 14 tuổi, nhưng cơ thể y lại rèn luyện được một luồng lực lượng vượt xa con người, hơn nữa lực lượng này đang không ngừng tăng cường có điều dựa vào chỗ dây leo này cho dù hứa ứng nắm giữ yêu lực của voi khổng lồ hắn vẫn đỡ được hơn nữa nơi này là rừng núi là chiến tường của ta trong rừng núi này cây cối hoa cỏ đều là vũ khí của ta đinh tuyển ánh mắt lấp lóe đối đầu chính diện với thế công của hứa ứng thầm nghĩ ta có thể thong thả mài chết ngươi hắn lại đỡ một quyền vô số dây leo nổ tung nhưng lại có dây leo nhiều không đếm sưởi uốn lượn lao tới liên kết với quyền phải của hắn nhưng ngay lúc này một sợi dây leo linh hoạt tới mức kỳ lạ đi tới bên cạnh hắn không ngờ lại không hạ xuống nắm tay hắn mà hạ xuống cổ hắn đinh tuyền thầm kinh hãi chỉ thấy sợi dây leo kia há to miệng để lộ nanh độc sáng như tuyết cắn thẳng vào cổ hắn hứa ứng cuối cùng ta cũng đắc thủ rồi dây leo nhanh chóng trượt xuống người hắn vui vẻ kêu vang chính là xả yêu ngoan thất xả yêu đinh tuyền thầm kinh hãi tiện tay vung lên vô số dây leo cuốn lấy con rắn lớn kia. Nhưng ngay lúc này, đầu óc hắn choáng váng, trước mắt tối đen. Độc tố lợi hại như vậy à? Đinh Tuyền ngơ ngơ ngác ngác, vội vàng ổn định lại thân hình, dốc hết sức điều động lực lượng bí tàng, vận toàn lực đối phó với độc rắn, bảo vệ tính mạng mình. Xả yêu ngoan thất suýt nữa bị dây leo siết chết, Đinh Tuyền mất sức, hắn mới chạy trốn được, quay đầu lại kêu với Đinh Tuyền, độc của ta hạng năm thiên hạ, ngươi đừng hòng chữa được. Đinh Tuyền coi như không nghe thấy, máu thịt trên cổ nhanh chóng mục nát không ngờ lại như thối giữa xuyên qua phần cổ cái đầu lảo đảo nhưng ngay sau đó một luồng lực lượng thần bí bộc phát phần thịt nát tách ra máu thịt mới nhanh chóng sinh trưởng không ngờ hắn lại giải được loại kịch độc hạng năm thiên hạ của xà yêu ngoan thất nhưng xà yêu ngoan thất được gọi là dị xà độc tính đâu dễ hóa giải như vậy cái cổ của đinh tuyền lại mục nát tốc độ thối giữa cực nhanh trên trán đinh tuyền tỏa ra hào quang gương mặt bùng lên khí xanh hừng hực máu thịt trên cổ cứ mọc ra rồi lại mục nát cứ như độc tính và sinh cơ đang rằng co trên cổ của hắn hứa ứng đánh xuyên qua tầng tầng lớp lớp dây leo như con voi giữ lao vào tới xuất quyền đánh thẳng vào ngực đinh tuyền đinh tuyền kêu rên miệng hộc máu bàn tay hứa ứng đập lên xương sườn trước ngực hắn mười ngón tay lướt như bay khắp toàn thân đánh lệch toàn bộ khớp xương đây là tuyệt kỹ của người bắt rắn đinh tuyền rơi xuống đất không thể động đậy vô số dây leo căng ra nhấn chìm hắn Hứa ứng đánh liên tiếp từng quyền xuống, đánh xuyên qua lớp dây leo, lại thấy dây leo kéo dài xuống tận dưới đất, lòng đất đã bị vô số sợi dây leo tạo thành một con đường, đưa Đinh Tuyền bỏ trốn. Hứa ứng phi thân theo hướng chấn động dưới lòng đất, xuất quyền đánh liên tục xuống mặt đất, tạo thành từng cái hố khổng lồ giữa vùng rừng núi. Xạ yêu ngoan thất kinh hồn bạt vía bám theo sau lưng y, chỉ thấy hứa ứng như phát điên đánh liền cả trăm quyền, mặt đất cũng bị đập ra cả trăm cái hố lớn. Phó tư pháp Đinh Tuyền xa xa vang lên tiếng quan lại, ngươi đang thi triển na thuật đấy à? Ngươi tìm thấy tên gian tặc hứa ứng rồi à? Sắc mặt hứa ứng hơi đổi, lại đấm thêm mấy quyền, chỉ thấy trong hố có máu tươi chảy ra xối xả. Tiểu ứng, không đi là không kịp đâu, xạ yêu ngoan thất nhỏ giọng dục hứa ứng không kịp kiểm tra xem ninh tuyển sống chết ra sao, lập tức theo xạ yêu nấp vào trong rừng núi, đi về phía xa. Xạ yêu ngoan thất kêu lên, leo lên lưng ta, ta trườn đi sẽ không lưu lại dấu chân hứa ứng nhảy lên lưng rắn, xã yêu ngoan thất nhanh chóng vượt núi băng đèo, cắt đuôi đám quan lại đang đuổi theo. Tên na sư kia, hắn chết rồi chứ, xã yêu ngoan thất nhanh chóng di chuyển giữa núi rừng, giọng nói không mấy chắc chắn. Hứa ứng nhớ tới năng lực hồi phục đáng sợ của đinh tuyền, chống ngực cũng đập thình thịch, nói chúng độc rắn hạng năm thiên hạ của ngươi, lại thêm bị ta đánh bao nhiêu quyền như vậy, chắc chắn hắn chết rồi. Tuy nói như vậy nhưng y cũng không mấy tin tưởng, đinh tuyền bị nát cổ rồi mà còn hồi phục được, y chưa bao giờ thấy chuyện như vậy y từng nghe nói na sư cực kỳ đáng sợ đây là lần đầu tiên giao chiến chính diện với na sư không ngờ còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của y ngoan thất cảm ơn ngươi hứa ứng đột nhiên nói xạ yêu ngoan thất ngạc nhiên cười nói người nghĩ ta bỏ trốn rồi à ta không phải loại yêu quái không coi nghĩa khí ra gì người báo thù cho thôn dân mà không ngại giết thần đẩy bản thân vào nguy hiểm chúng ta làm yêu quái chỉ chú ý tới một chữ nghĩa ngươi đã nhân nghĩa, đương nhiên ta không thể bỏ mặc ngươi chạy trốn một mình được. Hứa ứng thầm cảm động, nhắc nhở hắn, ta là người, không phải yêu quái. Đừng khẳng định như vậy, vạn nhất ngươi không phải thì sao? Xạ yêu ngoan thất cười nói, ta chưa từng nghe nói có người nào nắm giữ yêu pháp nhanh như vậy. Hứa ứng đột nhiên thấy trột dạ, chẳng lẽ mình thật sự không phải là người? Không, chắc chắn ta là người. Ta là người của khu đất hứa ra, cha mẹ ta cũng là người trong khu đất hứa ra. Hắn thầm nhủ. Ở một phía khác, vài quan lại trẻ tuổi nhanh chóng tới bên cạnh hồ nước, đi theo tung tích, cuối cùng cũng tìm được Đinh Tuyền. Đinh Tuyền không chết, vô số sợi dây leo đứt gãy che chở cho hắn, từ dưới nền đất nhô ra. Đám quan lại kia thấy tình cảnh của Đinh Tuyền, trong lòng càng kinh hãi. Chân tay Đinh Tuyền bị đánh nát, xương sườn cũng gãy mát không biết bao nhiêu khúc, lục phủ ngũ tạng đều bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa cổ hắn là một đống thịt giữa đen thui, tanh hôi khó tả, hiển nhiên đã trúng kịch độc cho dù thế hắn vẫn chưa chết, hắn mở bí tàng nê hoàn, nhân thể bí tàng này ẩn chứa sinh cơ không thể ước lượng, duy trì thân thể hắn có thể nói gần như bất tử. đương nhiên, Đinh Tuyền mới mở bí tàng nê hoàn tầng thứ nhất, sinh cơ trong bí tàng tầng thứ nhất kiệt quệ chính là giờ chết của hắn. Đinh Tuyền đã cách cái chết rất gần, hơi thở mong manh, sinh cơ trong bí tàng nê hoàn tầng thứ nhất cũng sắp cạn kiệt. đám quan lại kia vội vàng ra tay cứu giúp, cắt đứt thịt thối, dịch chuyển xương gãy. Trong đó có một vị quan lại mặc áo hai màu đỏ đen giơ ngón tay điểm lên mi tâm của Đinh Tuyền, truyền sinh cơ trong bí tàng nê hoàn của bản thân sang, giúp Đinh Tuyền áp chế độc tính. Hai vị quan lại còn lại cũng truyền sinh cơ, giúp hắn nối lại xương gãy. Còn lục phủ ngũ tạng là trong thân thể, khi chữa trị phải cực kỳ tỉ mỉ, phải đợi thương thế của Đinh Tuyền ổn định rồi tự trị liệu. Những người khác giúp đỡ, rất dễ gặp bất chắc, hơi thở của Đinh Tuyền dần dần ổn định, chỉ có xương khớp khắp người lệch chỗ, không thể động đậy cũng không thể nói năng được vị quan lại áo hai màu đỏ đen kiến thức uyên bác lập tức nhận ra đinh tuyền bị người ta đánh lệch xương khớp vội vàng giúp hắn nối lại dò hỏi đinh lão đệ ai khiến người bị thương nặng như vậy đinh tuyền thở phào nhẹ nhóm lập tức thuật lại chuyện mình gặp hứa ứng bị xà yêu đánh lén xấu hổ nói tên hứa ứng kia tu luyện yêu pháp lại có xà yêu đánh lén sau lưng thế nên mới chật vật như vậy đám quan lại kia liếc mắt nhìn nhau trong mắt đều có vẻ vui mừng lúc trước bọn họ vẫn lo Đinh Tuyền đoạt được công đầu, bây giờ Đinh Tuyền đã bị thương nặng như vậy, đừng nghĩ tới chuyện công lao nữa. Đinh lão đệ yên tâm dưỡng thương, chuyện bắt hứa ứng cứ giao cho chúng ta là được. Ba người cười ha hả, đồng thời rời khỏi. Đinh Tuyền nghe vậy trong lòng có phần không vui, nhưng cũng không thể làm gì, hắn đành ngồi xếp bằng xuống, định chữa thương, đột nhiên sờ vào bụng, sắc mặt không khỏi thay đổi. Nguy rồi, trên chán hắn đổ mồ hôi lạnh ào ào, trong lòng hắn cất một quyền nê hoàn ẩn cảnh luyện khí pháp, đây là pháp môn luyện khí mà chu gia truyền thụ cho hắn sau khi hắn tới nương nhờ chu gia đã có lệnh cấm nghiêm ngặt có thể học pháp môn luyện khí cũng có thể luyện nhưng nghiêm cấm sao chép nghiêm cấp truyền thụ ra ngoài nếu làm trái lệnh giết cả nhà diệt ba hồn trừ bảy phách bất cứ người ngoài nào cho dù chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng bị móc hai mắt xóa bỏ thần trí biến thành ngu ngốc đinh tuyền có tư tâm khác nên lén lút ghi chép lại nê hoàn ẩn cảnh luyện khí pháp trong trí nhớ của mình còn bây giờ quyển pháp môn này đã không cánh mà bay. Chẳng lẽ ta làm mất trong lúc giao chiến với hứa ứng? Chán hắn đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, ngạo nguậy đứng dậy, đi ngược theo đường cũ, tìm kiếm khắp bốn phía, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Chẳng lẽ là, hắn nhớ tới lúc hứa ứng đánh lệch toàn bộ xương khớp trên người mình, trong lòng càng lạnh buốt, lúc đó, hắn lấy trộm trong người ta. Hai mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất xỉu, pháp môn luyện khí của chu gia mà truyền ra ngoài, như vậy hắn sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất điên cuồng nhất của Chu gia. Nhất định phải diệt trừ hứa ứng, đoạt lại pháp môn luyện khí. Chương 6, ba đời nhà ngốc luyện công. Buổi tối hứa ứng và xã yêu ngoan thất trốn ở gian miếu đổ nát bỏ hoang trong núi đá, hứa ứng đốt lửa trại, xã yêu ngoan thất tới gần lửa, sưởi ấm thân thể. Xã yêu sợ lạnh, lạnh thì khí huyết lưu chuyển không thông thuật, sẽ sơ cứng ngủ đông, vì vậy buổi tối hắn thích tới gần đống lửa. Hứa ứng cho hắn nửa con vịt mà mình mang theo, bản thân thì ăn chút lương khô tạm bợ thật ra ngô vọng sơn tần nham động hoàn toàn không xa với tốc độ của bọn họ nhiều nhất chỉ một ngày là đi tới thế nhưng dọc đường thi thoảng lại thấy thần ma còn bị na sư truy đuổi làm chậm trễ hành trình hứa ứng nhân lúc sắc trời còn chưa tối hẳn đi xung quanh một lượt chỉ thấy cái miếu đốt nát này không lớn lắm phía trước là đại hùng bảo điện không biết thờ cúng thần linh gì chẳng những không có bức tượng thậm chí còn không có cả điện thờ sân sau có một căn đình nghỉ mát trong đình là một cái chuông đồng lớn cao hơn một người đã dỉ xét loang lổ dưới chuông đồng là một cái giếng hình lục giác nhìn xuống dưới chỉ thấy tối đen như mực sâu không thấy đáy trên vách giếng còn treo từng sợi xích sắt to bằng cẳng chân một đầu khác của sợi xích kéo sâu xuống giếng hứa ứng kéo thử sợi xích sắt cực kỳ nặng nề trong giếng vang lên tiếng vọng xào xạc chắc thần linh được thờ cúng ở đây đã chạy mất rồi hứa ứng thầm nghĩ y trở lại bên đống lửa điều động khí huyết chậm rãi thi triển tượng lực như ma quyền, nói, ngoan thất, ta dạy ngươi những huyền diệu việc hành công tượng lực như ma quyền, ngươi cứ nhìn trước rồi đối chiếu với kinh văn. Xã yêu ngoan thất lập tức ngẩng đầu lên, vừa nhìn hứa ứng diễn luyện tượng lực như ma quyền ra sao, vừa nương theo ánh lửa đối chiếu với kinh thư. Khí huyết của hứa ứng vận chuyển tới đâu, hào quang đi tới đó, cứ như có một vầng mặt trời chiếu dọi lục phủ ngũ tạc, thân thể ra tóc, khiến dưới làn da hắn như có ánh sáng lưu động. Xã yêu ngoan thất nghi hoặc, không đúng, luyện sai rồi hay sao? hứa ứng thôi thúc khí huyết hóa thành mặt trời trong kinh thư không ghi chép ông cháu ba đời nhà họ nghiêu đều là xạ yêu tất cả đều tu luyện đại nhật dẫn đạo công và tượng lực nghiêu ma quyền nhưng rõ ràng tượng lực nghiêu ma quyền mà bọn họ tu luyện và tượng lực nghiêu ma quyền mà hứa ứng tu luyện là hai thứ khác nhau hứa ứng diễn luyện tượng lực nghiêu ma quyền vầng mặt trời trong cơ thể cũng càng lúc càng mạnh khiến đỉnh đầu hắn bốc lên khói trắng hừng hực trong khói trắng đó có mùi tanh mơ hồ đó là khí huyết tạo thành mặt trời rèn luyện thân thể, bài trừ tạp chất trong thân thể. Thái nhất đạo dẫn công có lôi âm luyện thể, đã tẩy rửa tạp chất trong cơ thể hứa ứng từ lâu, nhưng mặt trời luyện thể như vậy, không ngờ lại có thể rèn luyện những vị trí mà lôi âm không chạm tới được, đủ thấy đại nhật dẫn đạo công cũng có chỗ độc đáo riêng. Nhưng, xã yêu ngoan thất có lật nát kinh thư cũng không tìm được phần đại nhật luyện thể. Đừng có tìm nữa, đại nhật luyện thể là pháp môn ta lĩnh ngộ ra khi giao chiến với đinh tuyền hứa ứng nói pháp môn luyện thể này chắc là chỗ thiếu hụt trong đại nhật dẫn đạo công và tượng lực như ma quyền lĩnh ngộ ra không khó xạ yêu ngoan thất không cam lòng trong lúc chiến đấu có thể tìm hiểu được pháp môn thiếu hụt chẳng lẽ ngươi lừa ta vì sao ông cháu ba đời nhà ta đều không lĩnh ngộ được chẳng lẽ ông cháu ba đời nhà họ nghiêu ta đều là đồ ngốc hứa ứng không nói gì y là một thiếu niên lương thiện y tiếp tục điều động khí huyết khí huyết trong cơ thể vận hành tới mức tột đỉnh ra thì từ từ nứt ra quyền pháp của y tiến bộ vượt ngoài sức chịu đựng cực hạn của thân thể. Tu luyện võ đạo, thân thể có chịu được lực xung kích của võ đạo hay không là cực kỳ quan trọng. Nếu không chịu nổi mà cứ cố tu luyện sẽ khiến thân thể chịu áp lực rất lớn, càng luyện thì thân thể càng không chịu nổi, ngược lại còn dính phải nội thương nghiêm trọng, lưu lại tai họa ngầm. Hứa ứng đang định dừng lại, đột nhiên khi đại nhật luyện thể, vị trí ngũ tạng lại lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Bất chi bất giác, cường độ ngũ tạng của y đã tăng cường thêm nhiều, khí huyết càng dồi dào lỗ chân lông toàn thân y như mở ra vô số van gió khí huyết tràn ra ào ào cùng lúc đó trái tim trong thân thể hắn đập như trống thùng thùng vang vọng chấn động tới mức người nghe cảm thấy trong lòng bức bối không ngừng chế tạo ra khí huyết mới khiến khí huyết của y luôn nằm trong trạng thái toàn thịnh hứa ứng trong lòng hơi động tiếp tục thôi thúc khí huyết khí huyết tỏa ra bên ngoài ngưng tụ sau lưng hắn khí ngưng tụ huyết ngưng tụ dung hợp lẫn nhau tạo thành hình thái voi thần đầu voi thân người Xà yêu ngoan thất nhìn khí huyết ngưng tụ phía sau ngoan thất, đầu óc hơi đờ đẫn. Sáng sớm hôm nay hứa ứng mới lấy được tượng lực như ma quyền, sau đó đạt tới tượng lực như ma quyền tầng thứ 5, có dị tượng voi thần, là luyện thành khi giết chết thần linh áo lục. Bây giờ, trong lúc y đang dạy mình môn quyền pháp võ đạo này, lại luyện thành tượng lực như ma quyền tầng thứ 6. Xem ra đầu óc họ nghiêu nhà ta không được tốt cho lắm. Xà yêu ngoan thất ai oán nói, thầm nghĩ tổ phụ của ta, cha ta, kể cả ta cũng không thông minh như vậy nhưng có người thông minh mà, a à, ứng thông minh đến thế, ta học theo hắn là không cần phải động não nữa rồi. Dù sao có động não cũng chẳng có tác dụng gì, hứa ứng ngừng tu luyện, có vẻ hơi ngại ngùng, vốn là mình dạy quyền, chả hiểu sao lại đột phá, quên không giảng yếu quyết cho ngoan thất. Tượng lực như ma quyền tầng thứ 5, dị tượng voi thần chỉ là hư ảnh do khí huyết hình thành, mơ hồ, không rõ ràng, không tăng cường mấy cho hứa ứng. Tầng thứ 6 khí huyết co lại quanh người, có hình thể, không có thực thể thế nhưng lại ẩn chứa uy lực mạnh mẽ có thể cung cấp cho hứa ứng lực lượng cao gấp đôi hoàn toàn khác với dị tượng voi thần thái nhất đạo dẫn công vốn là pháp môn luyện khí đỉnh cấp hứa ứng tâm tư thuần khiết tu luyện không có tạp niệm đương nhiên tiến bộ thần tốc bảy năm tu hành tu vi khí huyết của hứa ứng đã sớm như thần như ma đúng như câu nói tích lũy lâu ngày bộc phát một lần y có bảy năm tích lũy lại thêm mộ tính phi phàm cho nên khi tu luyện tượng lực như ma quyền mới tiến bộ một ngày ngàn dặm nhưng tiềm lực hao sạch còn muốn tiến bộ là cực kỳ khó khăn như huynh điểm then chốt khi tu luyện tượng lực như ma quyền là ở khí huyết và rèn luyện thân thể khí huyết đủ hùng hậu thì thân thể mới đủ mạnh mẽ cũng có thể tu luyện tới tầng tiếp theo đại nhật luyện thể mà ta tìm hiểu được rất thích hợp với ngươi hứa ứng giảng giải tỉ mỉ cho xạ yêu ngoan thất về đại nhật luyện thể pháp môn rèn luyện thân thể này đúng là rất thích hợp với xạ yêu thân thể xạ yêu vốn như một sợi dây thẳng tuột đại nhật luyện thể vận hành một chu thiên rất đơn giản không cần vận hành tới các nơi dâu rìa như tứ chi. Ví dụ như bản thân hứa ứng tu luyện, ngoài rèn luyện lục phủ ngũ tạng còn phải rèn luyện chân tay đầu óc, rất phiền toái. Còn phiền toái hơn nữa là phải rèn luyện cả chi thứ năm, lãng phí thời gian và khí huyết. Tuy không biết rèn luyện chi thứ năm có lợi ích gì, nhưng nếu luyện không mạnh, bị người ta đá chúng sẽ rất đau. Ngoan thất thì không cần như vậy, người khác luyện một lần, hắn có thể luyện ba lần. Xã yêu ngoan thất nằm bên đống lửa trại thôi động tượng lực như ma quyền, vận hành đại nhật luyện thể, hai loại pháp môn bổ sung lẫn nhau, tiến hành song song. Hắn là xà yêu, tu luyện quyền pháp cũng không dễ dàng gì, cần vặn vẹo thân thể, bắt trước các tư thế tấn công của quyền pháp. Thân là xà yêu, tu luyện một môn võ đạo không thích hợp với bản thân mà vẫn kiên trì tới giờ, nghị lực đó khiến hứa ứng cũng kính phục không thôi. Hứa ứng ngồi bên đống lửa, nương theo ánh lửa lấy cái bọc mà mình tiện tay lấy từ người đinh tuyền ra. Khi dùng thủ pháp của người bắt rắn, đánh lệch gân cốt của đinh tuyền, tiện tay còn móc cả cái bọc trong lòng Ninh Tuyền ra, nhưng chưa kịp kiểm tra món đồ trong đó. Cái bọc không lớn, mở ra, bên trong chỉ có mấy lạng bạc vụn và một quyển sách ghi tay. Hứa ứng cất bạc vụn đi, trong lòng vui mừng, có thể ăn được vài bữa cơm no nê rồi. Đây là khoản tiền lớn nhất mà y từng gặp, hứa ứng lại mở quyển ghi chép ra, nương theo ánh lửa đọc thử, trên đó giảng giải một loại pháp môn luyện khí. Y đọc qua một lượt, ồ lên một tiếng, pháp môn luyện khí này khác hẳn những pháp môn luyện khí mà y từng thứ. Y đã thấy 50-60 loại công pháp, đều là đạo dẫn công của yêu tộc, hái tinh hoa thái dương, luyện tinh hóa khí, cường hóa khí huyết bản thân, có thể nói là luyện hóa phần dư thừa của mặt trời, bổ huyết vào chỗ thiếu của bản thân. Còn công pháp trên quyển sách ghi tay của Đinh Tuyền lại là điều động lực lượng trong cơ thể người, lấy của bản thân, giữ của bản thân, không lấy gì tới ngoại giới. Chẳng lẽ là pháp môn tu luyện bí tàng, trái tim hứa ứng đập thình thịch vài nhịp, Đọc kỹ lại, nhưng hai mắt vẫn tối đen. Trong sách này nói đầu óc của con người có một loại bí tàng tên là Nê Hoàn, xung quanh là một khoảng hỗn độn, ẩn chứa năng lượng hùng hồn, nắm giữ Nê Hoàn, khai thác lực lượng của Nê Hoàn, tạo thành ẩn cảnh là có thể luyện được thân thể bất tử, nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường. Thế nhưng trong sách không hề nói làm sao để tìm ra bí tàng Nê Hoàn, hơn nữa cũng không nói làm sao mở được bí tàng Nê Hoàn, cho dù công pháp này rơi vào tay y, y cũng không thể tu luyện được trong sách chỉ nói làm sao khai thác nê hoàn mở ẩn cảnh theo như tin tức trong sách tiết lộ muốn trở thành na sư không những cần tầm long định vị tìm được vị trí thân thể bí tàng mà còn cần nhờ đại na giúp đỡ mở cửa bí tàng nhưng cho dù có mở được bí tàng cũng chưa chắc đã có thể trở thành na sư còn cần công pháp đặc biệt khai thác lực lượng bí tàng luyện thành ẩn cảnh thứ gọi là ẩn cảnh này không phải là bí tàng mà là năng lượng khai thác từ bí tàng được luyện thành theo phương pháp hậu thiên chắc hẳn tiểu lại đinh tuyền tu luyện bí tàng nê hoàn luyện thành ẩn cảnh nê hoàn cung hắn luyện tới như thật mà là giả thực lực cũng đã kinh khủng như vậy rồi có thể thấy pháp môn ẩn cảnh chân chính của chu gia chắc chắn còn lợi hại hơn hứa ứng thu hồi quyển kinh thư sao chép của đinh tuyền thầm nghĩ có điều ta đã đột phá tới tầng thứ sáu của tượng lực như ma quyền không cần sợ đinh tuyền lần sau giao chiến với hắn không có ngoan thất giúp đỡ chắc chắn ta cũng thắng được y rất tự tin công pháp của yêu tộc lại thêm chiêu thức võ đạo tuyệt đối không kém hơn na thuật của na sư. Đột nhiên, từng tiếng sóng vỗ bờ vang lên, càng ngày càng lớn, hứa ứng vội vàng nhìn theo tiếng động, chỉ thấy xạ yêu ngoan thất tu luyện tới thời khắc then chốt, trong cơ thể tỏa ra hào quang trói lọi. a, à, xạ yêu ngoan thất há miệng, phát ra tiếng voi gầm du dương, đinh tai nhức óc. Đây là dấu hiệu khí huyết truyền khắp người, luyện thành tầng thứ bốn, lực lượng voi thần. Không chỉ có vậy, khắp nơi trên người hắn đều có khí huyết tỏa ra, dần dần tạo thành dị tượng thần nhân đầu voi thân người. Đây là dấu hiệu của tượng lực như ma quyền tầng thứ 5. Ta, ta luyện thành tượng lực như ma quyền tầng thứ 5, ta luyện thành lực lượng voi thần, dị tượng voi thần. Xã yêu ngoan thất vừa mừng vừa sợ, đột nhiên trườn ra ngoài miếu, cuốn đuôi một cái là nâng tảng đá nặng hai ba ngàn cân ngoài căn miếu lên, chót đuôi gẩy mạnh, bắn tảng đá kia lên trời. Ngoan thất cười ha hả, đầu lưỡi dài rung động như làn sóng, cực kỳ linh hoạt. Cười chán chê, hắn lại khóc lớn, ông cháu ba đời, hai trăm năm, 300 năm, không con rắn nào luyện được tới tượng lực như ma quyền tầng thứ tư. Bây giờ hứa ứng chỉ điểm hắn, chỉ trong chốc lát mà hắn đã tu luyện tới tầng thứ năm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tu luyện lại có thể dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy. Không bao lâu sau ta sẽ có thể luyện thành tầng thứ sáu, thậm chí hóa thân thành người. Chỉ cần hóa thành người, tu luyện quyền pháp chẳng phải ngày đi ngàn dặm à. Hắn cực kỳ kích động, đương nhiên cũng do hắn khổ tu 120 năm, có đủ tu vi khí huyết, tu luyện tượng lực như ma quyền theo đúng cách nên mới tiến bộ thần tốc như vậy. Đột nhiên, hứa ứng giơ tay hất một cái, dập tắt lửa chạy, hạ giọng nói, vừa rồi ngươi đột phá, khí huyết trong cơ thể lưu động phát ra tiếng voi gầm, chắc chắn sẽ kinh động đám thần linh xung quanh và quan sai truy đuổi chúng ta. Chúng ta mau đi thôi, xả yêu ngoan thất trong lòng căng thẳng, vội vàng đi tới cạnh y, nói nhỏ, đi đường buổi tối cực kỳ nguy hiểm. Buổi tối trong linh lăng không an toàn, hứa ứng cũng không muốn đi lại trong buổi tối, dưới ánh trăng núi rừng rậm rạp, trong núi sâu khó lòng phân biệt phương hướng, chưa nói tới chuyện dễ đi lạc, nếu bất cần một chút thôi có thể ngã xuống vực sâu hoặc gặp phải mãnh thú. Có điều không đi không được, nếu bị truy binh chặn trong gian miếu đổ nát này, thế thì chạy trời cũng không khỏi nắng. Một người một rắn lần mò, cẩn thận từng chút một đi về phía chân núi. Đột nhiên phía xa vang lên tiếng sóng lớn, càng ngày càng dữ dội, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành tiếng động trời long đất lở, đinh tai nhức óc. Mặt đất dưới chân hứa ứng chấn động tới mức không ngừng rung chuyển, y vội vàng nhảy lên trên một gốc cây lớn che trời. Thiếu niên nhảy mấy cái, đã lên tới ngọn cây, nhìn theo tiếng động, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Dưới ánh trăng, chỉ thấy trong dãy núi mênh mông, một vệt trắng sáng như tuyết bắt đầu nhô lên, càng ngày càng cao. Đó là một con sông còn mạnh mẽ hơn sông Tiêu và sông Giang, nước sông cuồn cuộn, nhấn chìm mọi thứ dọc đường. Không thể nào, xung quanh linh lăng làm gì có con sông nào như vậy? Hứa ứng trợn tròn mắt, xạ yêu ngoan thất cũng bỏ lên một cành cây, nhìn về phía xa, chỉ thấy giữa sông có quỷ hỏa bay tán loạn, đột nhiên nhớ tới chuyện mình đọc được trong một quyển sách cổ, không khỏi la lên thất thanh, là nại hà. Giọng nói của hắn the thế, khiến lỗ tai đau nhói, là nại hà của cõi âm đổi đường. Mau lên núi, chúng ta mau lên núi thôi. Hắn nhanh chóng bỏ xuống cây, hứa ứng cũng từ trên cây nhảy xuống, một người một rắn chạy như bay về căn miếu đổ nát trên ngọn núi nại hà tới từ cõi âm dâng trào mãnh liệt đổ qua dãy núi nơi nó đi qua hoa cỏ khô héo cây cối suy tàn bất cứ chim chóc muông thú gì cũng mất hết sinh cơ nhắc tới cũng lạ nước sông kia cao hơn mặt đất trăm trượng nhưng dường như có bờ sông vô hình ràng buộc nước sông không lan tràn khắp bốn phía mà chảy dọc theo một con đường vô hình nhưng ngọn núi của bọn hứa ứng ở chính giữa con đường này chương 7, chuyện nại hà đổi đường tiếng nổ như trời long đất lở vang lên dưới ngọn núi dòng nước nại hà đã thôn tính toàn bộ chân núi nước sông dâng trào càng lúc càng cao, bắt đầu tràn lên trên núi, gặm nhấm mọi thứ dọc đường. Hứa ứng và xã yêu ngoan thất một trước một sau lao vào trong gian miếu đổ nát, đột nhiên cảm thấy xung quanh biến thành cực kỳ lạnh giá, xã yêu mơ mơ màng màng suýt nữa bị đông cứng tới mức chìm vào ngủ đông. Ngoan thất, mau thôi thúc khí huyết, nếu không sẽ chết cóng đấy. Hứa ứng lớn tiếng nhắc nhở, bọn họ điều động khí huyết, làm ấm thân thể, nhưng luồng hàn khí kia vẫn chui vào tận cốt tủy, kể cả khí huyết cũng khó lòng khu trừ hứa ứng run rẩy thôi thúc đại nhật luyện thể, thân thể mới ấm hơn một chút. Hai tay y chập lại trước ngực, đột nhiên đan vào nhau, một ánh lửa lóe lên từ lòng bàn tay, châm lại lửa trại đã sắp tắt. Một người một rắn đi tới bên cạnh đống lửa, chỉ thấy màu sắc của ngọn lửa kia bỗng trở thành xanh lét, thi hoảng trong ngọn lửa xanh lá lại có từng gương mặt già nuôi hiện lên, con mắt trắng dã, kêu gào thảm thiết nhưng lại không có âm thanh, khiến người ta cực kỳ kinh hãi. Chẳng trách cái miếu này hoang tàn như vậy, phong thủy nơi này không tốt xà yêu ngoan thất sợ tới mức run rẩy dưới chân núi một nam nhân áo vàng dẫn theo năm quái nhân đang chạy như bay lên đỉnh núi chân dương khí huyết âm tà bất xâm nam nhân áo vàng vừa chạy vừa lẩm bẩm đột nhiên trong cơ thể hắn bắn ra chân dương khí nồng đậm bước lui tà khí âm khí do nại hà mang tới khí huyết chân dương của hắn cực kỳ hùng hồn bá đạo bốn phía như trong một lò lửa lớn nóng bức khó chịu nhưng ẩn chứa yêu khí dày đặc bị yêu khí của hắn quấy nhiễu năm quái nhân bên cạnh đều không khống chế được hiện ra nguyên hình, hóa thành từng yêu vật hình thể khổng lồ. Nam nhân áo vàng này chính là sơn thần của ngọn núi này, tên là Hoàng Tư Bình, lúc bình thường sinh sống trong miếu sơn thần, được tôn là Thạch Sơn Thần. Năm quái nhân dưới trướng hắn là yêu quái bảo vệ miếu sơn thần, đơn giản là những yêu vật như con hoãng, trồn hoang, chó hoang, mèo rừng. Bọn họ canh giữ trên núi đá, phụng lệnh thành hoàng truy tìm tung tích hứa ứng, nửa đêm định về miếu sơn thần, không ngờ lại nghe tiếng voi gầm của xã yêu ngoan thất khi đột phá, cho nên tìm tới. Bọn họ vừa lên trên núi thì nại hà đã ập tới mãnh liệt, trực tiếp cắt đứt đường lui của họ, không còn cách nào khác đành phải chạy lên trên núi. Thạch Sơn thần hoàng tư bình thống lĩnh đám yêu quái tăng tốc, nhưng làn nước của nại hà dâng lên quá nhanh, chẳng bao lâu sau đã nuốt trọn một con hổ yêu. Hổ yêu kia rơi vào trong nước, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà da lông máu thịt đã tan rã, chỉ còn lại một bộ xương khô bị làn sóng cuốn đi đám yêu quái tê dại ra đầu, liều mạng bỏ chạy, dưới ánh trăng chỉ thấy cách đó không xa cũng có bóng người lay động. Thạch Sơn thần Hoàng Tư Bình nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên, lũ thần ngọn cỏ trong mấy thôn xóm ở đường đặng ra, dãy núi ngũ ra với bến đỏ lão. Chết cũng đến đây, thần linh trong thôn trấn là thần ngọn cỏ, tức là người có đức sau khi chết đi, hồn phách phong thần, nhập vào trong tượng thần. Còn Hoàng Tư Bình là đại yêu tu chân, luyện thành tầng thứ bảy võ đạo, được phong làm sơn thần, có thể nói là thân thể thành thần hai bên tuy đều hấp thu hương khói của lê dân hưởng dụng tế lễ nhưng lại khác biệt về bản chất đám thần ngọn cỏ kia liều mạng bỏ chạy từng người bị cuốn vào sóng nước nại hà tượng thần tan nát hồn phách bị nại hà cuốn đi không còn bóng dáng bốn yêu quái xung quanh thạch sơn thần hoàng tư bình cũng không trốn nổi lần lượt bị nại hà nuốt trọn hoàng tư bình chạy gần tới gian miếu đổ nát lại thấy ở một phía khác của gian miếu cũng có người lao tới lại là một nam tử mặc trang phục của quan lại một bộ quần áo đỏ đen Hai người đối mặt, đều thấy kinh ngạc, vào tư thế phòng bị. Hóa ra là giám ngục Vi đại nhân, lông vàng trên mặt Thạch Sơn thần hoàng tư bình run run. Vị quan lại mặc quần áo đỏ đen chính là người đã cứu giúp Đinh Tuyền, tên là Vi Trử, là một trong tám vị quan giám ngục ở Linh Lăng huyện. Ban sáng, hắn thống lĩnh hai vị quan giám ngục khác truy đuổi hứa ứng, cứu Đinh Tuyền. Nhưng truy đuổi suốt vẫn không tìm thấy hứa ứng. Hắn cũng nghe tiếng voi gầm lúc xạ Yêu Ngoan thất đột phá nên mới chạy tới vừa lên núi thì gặp phải nại hà đổi đường, nước sông nuốt trọn hai vị đồng liêu của hắn. Chết liền hai vị na sư, khiến trong lòng vi trừ cũng cực kỳ kinh hãi. Hóa ra là thạch sơn thần, vi trừ khóe mắt run run, ngoài cười nhưng trong không cười. Thành hoàng và huyện lệnh Chu Dương vốn bất hòa, cả hai đều muốn nắm giữ linh lăng, minh tranh ám đấu đã rất nhiều năm, vì vậy quan lại ở linh lăng và chư thần dưới trướng thành hoàng cũng có phần đối trọi. Đặc biệt là bản án hứa ứng giết thần lần này, khiến cho hai bên dương cung bạt kiếm, đều hạ lệnh tất sát đối với thế lực của đối phương vi chử không sợ bất cứ thần ngọn cỏ nào nhưng thạch sơn thần hoàng tư bình là yêu vương phong thần thực lực cường đại có thể nói là kình địch của hắn sau lưng thạch sơn thần hoàng tư bình dắt một thản nhiên trảm mã đao dài một trượng làm bằng tinh cương bách luyệt hắn nắm lấy vỏ đao tăng thêm can đảm nói nại hà đổi đường chúng ta đang gặp tai họa ngập đầu vi đại nhân nếu chúng ta giao đấu sẽ là lưỡng bại câu thương nhưng nếu liên thủ hợp tác còn có đường sống Ngươi thấy sao? Phi chử nhíu mày nhìn về phía sau Hoàng Tư Bình, nại hà vẫn đang dâng lên, có thể thấy đã sắp nuốt trọn nơi này, bây giờ chỗ cao nhất trên núi đá chính là căn miếu đổ nát trước mặt. Nếu như bọn họ khai chiến, rất có khả năng sẽ rơi vào trong nước, chết oan chết uổng. Phi chử gật đầu nói, đại nạn lâm đầu, chúng ta nên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, không nên nhắc tới những ân oán trước đây. Hai người đi vào căn miếu đổ nát, chỉ thấy một tia en và một con rắn lớn đang ngồi bên đống lửa sưởi ấm, ngọn lửa đó xanh mướt, có quỷ hồn không ngừng nhô ra trong ánh lửa. Nghi phạm hứa ứng, có nhận ra bản quan không? Vi trừ nói với vẻ già dặn, mang đầy uy thế quan sai. Hứa ứng vội vàng cầm lấy bạc trong áo, cảnh giác nói, vì lão ra, ta không có tiền cho ngươi đâu. Y đã thấy quan lại vơ vét tiền của, dân đen thường phải vừa mỉm cười vừa giơ hai tay dâng tiền của lên, quan lại không nhìn vào tiền, ra vẻ cực kỳ do dự, tay thì lặng lẽ cất tiền đi, nhưng vẫn nói lần sau không được làm như vậy. Trước đây hứa ứng không có tiền, bây giờ lần đầu lấy được mấy lạng bạc vụn, định chạy trốn sang chỗ khác để làm tiền hồi môn lấy vợ, không muốn đưa cho hắn. Điêu dân, trong tay áo ngươi là cái gì? Vi trừ cười lạnh nói, bản quan luyện được hỏa nhãn kim tinh, trên người ngươi có bạc hay không, ta nhìn cái là biết. Chẳng qua bản quan không thể nhận bạc của ngươi, ngươi phạm phải bản án quá lớn, bản quan không thể tha tội cho ngươi được. Huyện lệnh lão gia đã căn dặn, phải lấy mạng nhà ngươi. Hứa ứng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu khá vui vẻ lão gia muốn mạng không muốn tiền thì tốt rồi muốn mạng thì ta đánh chết lão gia đòi tiền thì ta thật sự không muốn đưa vi chử hư một tiếng liếc mắt nhìn hoàng tư bình nói thạch sơn thần muốn mạng hay muốn tiền tiền với mạng ta đều muốn hoàng tư bình vẻ mặt hờ hững nói thành hoàng đã căn phải lấy mạng hắn ta làm việc cho thành hoàng đương nhiên không tiện đòi tiền giết chết hắn rồi ta vơ vét tiền bạc trên thi thể hắn không thể làm không công được vi chử híp mắt lạnh lẽo đưa tay vào tay áo cười nói tên dân đen loạn hứa ứng giết tưởng viên ngoại đây là vụ án của dương gian lông vàng trên mặt hoàng tư bình rung rung bàn tay nắm chặt lấy thanh trảm mã đao bằng tinh cương thần ở khu ruộng tưởng ra là được âm đình phong thần hứa ứng giết thần linh là vi phạm luật pháp âm phủ vi trừ ngoài cười nhưng trong không cười rút bàn tay ra khỏi tay áo nói nại hà đang chảy tới hợp tác thì cùng có lợi đấu đá nhau thì đôi bên cùng bị thương thạch sơn thần chúng ta đều lùi lại một bước đợi nại hà qua đi rồi mới tranh chấp thấy sao hoàng tư bình lặng lẽ gật đầu vi trừ ngồi xuống bên đống lửa liếc mắt nhìn hứa ứng nói ngươi là người bắt rắn cũng có chút bản lĩnh sao lại làm tội phạm ánh mắt hứa ứng vẫn nhìn những quỷ hồn bị thiêu đốt kêu gào thảm thiết trong ngọn lửa khóe miệng nhúc nhích thần lão gia và quan lão gia không cho đường sống thảo dân đành phải giết chết thần lão gia và quan lão gia tự tìm đường sống cho mình hoàng tư bình ngồi đối diện vi chử nở nụ cười hiếm thấy hứa đại thiện nhân người có tư chất mất đầu bẩm sinh đấy. Vi trừ cười nói, đây là yêu tính, hứa ứng, yêu tính của ngươi rất khó thuần phục, sớm muộn gì cũng phạm tội. Ngươi nhìn Thạch Sơn thần xem, hắn được thuần phục rất tốt. Hoàng tư bình thản nhiên nói, vì đại nhân, ngươi làm chó cho chu gia, ta làm chó cho âm đình, chúng ta là cá mè một lứa, sao phải chó chê mèo lắm lông. Vi trừ mỉm cười, không mấy để ý, hứa ứng đứng dậy nhìn ra ngoài miếu, chỉ thấy nước lũ cuồn cuộn, vẫn đang dâng lên, đã tới cửa căn miếu. Tốc độ nước dâng đang chậm lại, nhưng không bao lâu sau sẽ nhấn chìm căn miếu. Y nhìn quanh bốn phía, ngoài căn miếu này đã không có chỗ cao hơn để tránh né nại hà. Hai vị lão già có biết suốt cuộc nại hà đổi đường là sao không? Hứa ứng quay người lại, dò hỏi. Hoàng tư Bình và Vi Trử đang ngồi trước ngọn lửa ma quái, sưởi ấm, sắc mặt hai người đều bị nhuộm thành màu xanh lục. Nụ cười của Vi Trử đã nhuốm vẻ âm u, nói, người xưa kể lại, cõi âm có một dòng sông tên là nại hà là con sông vận chuyển hồn phách người chết con sông này tự có quy luật vận hành riêng trong cõi âm sẽ không dễ dàng đổi đường có thể khiến nại hà đổi đường chỉ có một chuyện hứa ứng dò hỏi chuyện gì con mắt phi trừ phản chiếu ánh lửa tạo thành màu xanh lục cười híp mắt nói dương gian có rất nhiều người chết hứa ứng không hiểu vì sao có rất nhiều người chết thì nại hà lại đổi đường phi trừ không đáp hoàng tư bình nói nại hà là con sông tiếp đón linh hồn người chết vốn dĩ ở mỗi nơi trên dương gian đều có nhánh sông nại hà số lượng người chết mỗi ngày có hạn có thể tiếp đón từ từ qua các nhánh sông của nại hà nhưng nếu có rất nhiều người chết vượt qua con số trước đây nhánh sông nại hà không thể tiếp đón nổi dòng sông chính của nại hà sẽ đổi đường hắn dừng lại một chút rồi lên tiếng tiếp nói cách khác hướng mà nại hà chảy tới đã xảy ra chuyện gì khiến rất nhiều người chết hứa ứng nhìn theo hướng nại hà chảy tới đó là phương tây rốt cuộc phía tây linh lăng đã xảy ra chuyện gì vì sao nại hà ở cõi âm lại chạy tới dương gian hứa ứng tiếp tục dò hỏi chẳng phải âm dương có trật tự à cõi âm là cõi âm dương gian là dương gian mỗi bên có đạo lý vận hành riêng vì sao nại hà lại xâm lấn dương gian hỏi rất hay vi trừ khen nhưng không hề trả lời vì hắn cũng không biết đáp án hoàng tư bình cũng im lặng ngoan thất không nhịn được nói cõi âm xâm lấn dương gian đã xảy ra từ rất lâu trước kia rồi chuyện nại hà đổi đường cũng xảy ra nhiều lần 800 năm trước cũng có một lần nại hà đổi đường, cõi âm sâm lấn dương gian. Sau đó năm thiên bảo thứ 14 lại xảy ra một lần nại hà đổi đường. Vi trử và Hoàng Tư Bình cùng nhìn sang phía hắn, ánh mắt nghi hoặc. Năm thiên bảo thứ 14 đông bình quận vương phản loạn, chết rất nhiều người, đúng là sẽ khiến nại hà đổi đường. Nhưng 800 năm trước đã xảy ra chuyện gì, ngay cả lão yêu quái như Hoàng Tư Bình cũng không biết. Vì sao một con xà yêu nho nhỏ như ngoan thất lại hiểu rõ như vậy? Nhà ta có rất nhiều sách, ta thích đọc sách, ngoan thất nho nhã nói, ông cháu ba đời nhà ta đều thích đọc sách, 300 năm qua cất giữ vô số sách vở. Ta ra học uyên thâm, là thế gia thư hương, phi chử ngắt lời hắn, nói, đọc sách có tác dụng quái gì? Có làm quan được không? Ngoan thất uất ức, không nói tiếp, rốt cuộc nước sông Nại Hà cũng tràn vào trong miếu, đám người hứa ứng lập tức đứng dậy, ai nấy nhảy lên nóc miếu. Nhưng bọn họ cũng biết, nếu mặt nước của Nại Hà lại dâng lên, chắc chắn sẽ nhấn chìm căn miếu này, nước sông Nại Hà sẽ hòa tan máu thịt của bọn họ. Con mắt phi trừ lấp lóe, liếc mắt nhìn hứa ứng, Hoàng Tư Bình và xạ yêu ngoan thất, thầm nghĩ tuy Nại Hà sẽ thôn tính máu thịt, nhưng không cách nào hòa tan xương cốt. Nếu nước sông còn dâng lên, vậy thì chỉ có cách giết chết bọn chúng, lấy xương cốt của chúng làm đá kê chân. Hắn đột nhiên chú ý thấp ánh mắt Hoàng Tư Bình cũng lấp lóe, lé, lén lút quan sát mình, tâm thần tập trung cao độ chắc chắn Thạch Sơn Thần cũng suy nghĩ như ta. Nước càng lúc càng dâng cao, dần dần tràn vào gian miếu và đại hùng bảo điện, sân sau cũng có nước sông nại hà đổ vào, làn nước đã sắp tới chỗ cái giếng dưới quả chuông trong căn đình. Vi trử đang định ra tay giết người, lấy thi thể làm chỗ đặt chân, đột nhiên trong miếu có ánh sáng rực rỡ lóe lên, chiếu rọi lên trời, khiến mọi người gần như không mở mắt ra được. Thần quang rực rỡ đó sông lên giữa không trung, đột nhiên nổ tung. Bong, tiếng chuông vang dội lan truyền. Hào quang bộc phát hóa thành một quầng sáng hình quả chuông khổng lồ, che khắp bốn phía xung quanh căn miếu, Tiếng chuông ngân ép lùi nước sông Nại Hà bốn phía xung quanh. Trên nóc căn miếu, đám người hứa ứng kinh ngạc, nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại thấy bốn phía xung quanh căn miếu là một quả chuông khổng lồ hữu hình vô chất, là một bức tường ánh sáng dày đặc. Trên bức tường ánh sáng hiện lên hoa văn kỳ lạ, không ngừng hiện lên rồi biến mất, tạo thành các hình thù khác nhau. Còn bên ngoài quả chuông ánh sáng này, nước sông Nại Hà cuồn cuộn dâng lên, càng lúc càng cao, nước lũ ập tới, những gương mặt ác quỷ dữ tợn không ngừng va vào vách chuông bị quả chuông lớn rung động đánh tan thành làn khói xanh. Đám người hứa ứng chỉ cảm thấy nhiệt độ lại ấm áp trở lại, không lạnh lẽo thấu xương như vừa rồi. Là quả chuông trong gian đình ở sân sau, hứa ứng hiểu ra, nhìn về phía gian đình, chỉ thấy trong đình có hào quang rực rỡ tỏa ra từ bên dưới quả chuông đồng dì xét loang lổ. Đám người nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi tới bên gian đình, vi trừ nghi hoặc nói, không ngờ trong căn miếu hoang này lại có một bảo vật quý giá như vậy, nhưng vì sao bảo vật này lại bị treo ở đây, không ai lấy đi đột nhiên, núi đá dưới chân họ bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Ba người hứa ứng vội vàng giơ tay bám lấy cây cột trong đình nghỉ chân mới có thể ổn định thân hình, ai nấy nghi hoặc không thôi. Quả chuông đồng treo trong căn đình càng tỏa hào quang càng rực rỡ trói mắt, hào quang chiếu vào trong giếng, bóng tối dưới đáy giếng bị dọi sáng. Hứa ứng đột nhiên nhìn thấy dưới đáy giếng có từng miếng vảy đen nhánh khổng lồ đang trượt qua. Đó là thân thể của một con quái vật khổng lồ, y đi tới bên cạnh giếng, quan sát kỹ lưỡng đột nhiên lấp phải đen nhánh không di chuyển nữa mà kéo sang hai bên. Trong cái giếng đen kịt, một con mắt xanh lam với phần đồng tử dọc đã lấp đầy đáy giếng, lặng lẽ nhìn y. Vô số tiếng thì thầm tràn ngập đầu óc hứa ứng, khiến trong đầu y lập tức có thêm ngàn vạn ý nghĩ. chương 8, quan tài trong giếng, thiên thần ngoài miếu. Hoàng tư bình, vi trử và xạ yêu ngoan thất thấy hứa ứng ngây ngốc nhìn chừng chừng vào đáy giếng, cũng lao nhau nhìn xuống. Một người một thần một yêu, ánh mắt tiếp xúc với con mắt khổng lồ trong giếng, con người cũng ngây dại, trợn trừng nhìn con mắt trong giếng. Con mắt khổng lồ kia như có một loại lực lượng kỳ dị, khiến bọn họ đã nhìn vào nó là khó mà dứt ra được. Đột nhiên, tiếng chuông đinh tai nhức óc vang lên, đánh thức đám người hứa ứng. Hai người một thần một yêu nhìn nhau chầm chầm, chỉ thấy trên tay trên người mình dính đầy máu, đang cầm sợi dây xích thô to trong giếng, ra sức kéo ra ngoài. Sạ yêu ngoan thất không có tay, nhưng nó lấy đuôi quấn lấy sợi xích kéo ra ngoài. Đây xích trong giếng đã bị bọn họ kéo ra mấy chục trượng, không ngờ đoạn sau của sợi xích lại dính đầy máu đen, mùi tanh hôi nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Đồng thời, còn có mười mấy bộ xương người bị kéo lên. Mọi người sờn cả tóc gáy, bọn họ thậm chí không biết mình mất đi thần trí lúc nào, cũng không biết đầu óc mình bị thứ gì khống chế, không biết mình kéo bao lâu, lại càng không biết xiềng xích bên dưới đang khóa thứ gì. Bọn họ chỉ cảm thấy xiềng xích cực kỳ nặng nề, hơn nữa càng ngày càng tặng, cứ như bên dưới buộc thứ gì đó trong giếng con mắt khổng lồ đã đã biến mất không còn tăm hơi chỉ có huyết thủy dâng trào bọt khí nổi lên sùng sục huyết thủy càng lúc càng dâng cao đã lên tới miệng giếng đám người hứa ứng vội vàng buông sợi xích ra tiếng chuông lại vang lên xiềng xích rơi rầm rầm vào trong giếng huyết thủy trong giếng cũng tự hạ xuống đột nhiên trong giếng vang lên một tiếng thở dài yếu đuối hết sức dễ nghe cứ như trong giếng có một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân than thở về nỗi bất hạnh của bản thân không thể thoát khỏi chiếc giếng này Âm thanh này càng êm tai, đám người hứa ứng càng sờn tóc gáy. Hứa ứng đứng bên cạnh giếng nhìn xuống dưới, chỉ thấy huyết thủy hạ xuống, xiềng xích đang khóa một chiếc quan tài, đang hạ xuống dọc theo thành giếng. Một lát sau, quan tài rơi xuống đáy giếng. Đáy giếng có một cái miệng hình tam giác, bên trong đầy răng nhọn, ngậm lấy cái quan tài rồi nuốt vào trong, xiềng xích như tròm dâu treo trên mép con quái vật khổng lồ đó. Trái tim hứa ứng đập thình thịch, chỉ thấy con quái vật khổng lồ kia nuốt xong cái quan tài là đi tới dưới giếng, há miệng ra. Hứa ứng vội vàng rụt đầu lại, kéo đuôi xả yêu ngoan thất bỏ chạy. Hoàng tư bình và vi trừ không hiểu, đột nhiên trong miệng giếng vang lên tiếng gầm kinh thiên động địa, khiến hoàng tư bình và vi trừ chấn động đến mức ai nấy kêu rên, tai mắt mũi miệng tràn trề máu tươi. Trong giếng, con quái vật khổng lồ không đưa được chiếc quan tài ra khỏi đáy giếng, cực kỳ phẫn nộ, gầm lên kinh thiên động địa, thậm chí quả chuông đồng lớn bên trên cũng bị chấn động tới mức như là liễu trước gió, lung lay bất định. Toàn bộ ngọn núi đá cũng rung chuyển kịch liệt, như bị chấn động tới mức tan nát. Cho dù Hứa Ứng và Ngoan Thất đã tránh khỏi đợt xung kích đầu tiên của tiếng gầm, nhưng dư âm khi tiếng gầm và chuông đồng va chạm vẫn hất bay y và Ngoan Thất, khiến cả hai văng đi mấy trượng. Cùng lúc đó, Nại Hà bên ngoài căn miếu đổ nát cũng trở nên điên cuồng, mặt sông càng lúc càng cao, trong Nại Hà như có ma quái khổng lồ gì đó đang rời sông lấp biển, tấn công bức tường ánh sáng do hào quang của chuông đồng tạo thành. Dưới tình hình nội ứng ngoại hợp, hào quang của quả chuông đồng trong đình ảm đạm thậm chí bức tường ánh sáng bao phủ quanh núi đá cũng càng ngày càng mỏng manh ánh sáng cũng càng lúc càng yếu ớt hứa ứng vận toàn bộ lực lượng điều động khí huyết đối phó với tiếng gầm lại dùng hết sức kéo xạ yêu ngoan thất về phía đại hùng bảo điện bên ngoài da thịt của y khí huyết khuấy động thậm chí từ trong lỗ chân lông chảy ra từng giọt máu nho nhỏ nhuộm đỏ quần áo xạ yêu ngoan thất đã bị chấn động tới mức hôn mê bất tỉnh hứa ứng cắn chặt răng con mắt đã chảy máu, trong lỗ mũi cũng có mùi tanh, máu tươi ấm áp chảy ra. Tiếng gầm trong giếng không hề dừng lại, trong lỗ tai hứa ứng cũng có máu tươi chảy ra, tim đập như trống, dường như lúc nào cũng có thể nổ tung, mỗi bước đi lưu lại một vết chân dính máu, đi về phía đại hùng bảo điện. Hứa ứng khó khăn lắm mới đi tới đại hùng bảo điện, ngã quỵ xuống đất. Trong đại hùng bảo điện, tiếng gầm nhỏ hơn nhiều, cuối cùng y cũng có cơ hội thở lấy sức. Sang rác, trên trời có hàn quang lóe lên, có vẻ như là một thứ binh khí sắc bén, chỉ có điều binh khí này lớn tới kinh người, chém thành một lỗ thủng trên quả chuông ánh sáng. Nước sông Nại Hà lập tức chảy xuống qua lỗ hồng, hứa ứng ngọ nguệ đứng dậy, nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên Nại Hà, bốn phía xung quanh quả chuông ánh sáng có từng thân hình cao lớn nguy nga hiện lên mơ hồ, giống người mà không phải người, cầm binh khí khổng lồ tấn công bức tường ánh sáng hình quả chuông, tạo ra càng nhiều lỗ hồng. Đó là những bóng người hùng vĩ như thiên thần, hoàn toàn khác với thần ngọn cỏ, yêu thần, liếc mắt nhìn thôi là trong đầu nảy sinh tạp niệm lộn xộn, có cảm giác kích động chỉ muốn quỳ xuống cúng bái. Một bàn tay trắng bệch từ trong nại hà nhô ra, thò qua lỗ hổng trên không trung của căn miếu, mỗi ngón tay dài tới vài trượng, lướt qua đại hùng bảo điện. Hứa ứng nhanh chóng chạy ra phía sau điện, chỉ thấy bàn tay khổng lồ trắng bệch đó mò vào trong gian đình, nắm lấy quả chuông đồng, cố gắng tháo quả chuông đó ra. Bong, tiếng chuông ngân nga, bàn tay khổng lồ chia năm xẻ bảy, máu thịt bắn tung tóe, một ngón tay rơi về phía hứa ứng, dầm một tiếng, đâm thủng đại hùng bảo điện, ghim vào cửa miếu. Ngoài cửa căn miếu cũ nát có ánh lửa lập lòe, hiện ra văn tự kỳ dị, vặn vẹo như con muỗi, ẩn chứa năng lực khó mà tin nổi, châm lửa đốt ngón tay nhợt nhạt kia. Hứa ứng đang kinh hãi nhìn văn tự ngoài cửa, đột nhiên có một cái roi dài từ mặt sông bay ra, lướt qua đỉnh đầu y, soạt một tiếng quấn lấy phần móc của quả chuông, ra sức kéo ra ngoài. Căn đình nghỉ chân treo quả chuông lập tức chia năm xẻ bảy quả chuông lớn cũng bị kéo ra khỏi miệng giếng tiếng gầm trong giếng càng nôn nóng hứa ứng ngẩng đầu nhìn cái roi đang nhanh chóng kéo về trên đỉnh đầu mình từng khúc roi đều được tạo thành từ những gương mặt người nghiêm nghị mỗi gương mặt đều khác biệt hai mắt nhắm chặt cây roi kỳ dị này kéo theo quả chuông đồng rung rung bay qua đại hùng bảo điện như rồng bay lượn trên sông nại hà lại có từng giải lụa trắng bay tới chui xoàn xoạt vào trong giếng hứa ứng thấy vậy thầm suy nghĩ hay là nại hà đổi đường không phải là ngẫu nhiên cảnh tượng trước mắt giống như có người cố ý khiến cho nại hà đổi đường để có thể áp chế quả chuông lớn trong miếu hoang nhằm giải cứu quan tài trong giếng có người muốn giải thoát quan tài trong giếng nên bất chấp gây ra chuyện gì đó khiến rất nhiều người chết rốt cuộc trong quan tài đang mai táng ai hứa ứng nghĩ thầm trong lòng chuông đồng như đã nổi giận đột nhiên vang lên cong cong đập vỡ cây roi bay ra khỏi căn miếu ngoài miếu tiếng sóng vỗ tiếng chuông ngân vang lên liên miên hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy bóng người trên vách quả chuông ánh sáng lay động đột nhiên một bóng dáng giống người mà không phải người nổ tung đầu bị quả chuông chấn động tới mức tan nát còn một bóng người khác giống người mà không phải người thân hình đong đưa máu thịt toàn thân đột nhiên tan sạch tiếp đó cái bóng của bộ xương trên bên vách quả chuông ánh sáng cũng tan thành bột phấn hứa ứng thấy vậy cực kỳ kinh hãi những bóng người này khiến y có cảm giác cực kỳ cường đại thâm sâu khó lường giống như ngọn núi tu di vực sâu âm u nhưng dưới đòn tấn công của quả chuông đồng này bọn chúng lại chết rất nhanh chóng, còn đơn giản hơn đập chết con run cái dế. Nước sông Nại Hà cuồn cuộn đổ xuống từ bốn phương tám hướng, là nước đã đi tới đại hùng bảo điện, hứa ứng không kịp nghĩ nhiều, kéo xạ yêu ngoan thất tung người nhảy lên, lao qua lỗ thủng trên nóc đại hùng bảo điện, đặt chân lên nóc nhà. Y nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy trong sân sau, thạch sơn thần hoàng tư bình đang đứng trên thanh trả mã đao của mình, trả mã đao cắm xuống đất, nước sông Nại Hà đã lên tới bàn chân hắn tai mắt mũi miệng của Hoàng Tư Bình đầy máu tươi, vị yêu thần này đã lộ vẻ tuyệt vọng. Vừa rồi hắn và Vi Chử nhận ra chuyện hơi muộn, bị tiếng gầm trong giếng xung kích, cả hai đều bị trọng thương. Tới khi tỉnh táo lại thì nước sông Nại Hà đã chảy vào sân sau của căn miếu, khiến bọn họ không thể chạy vào đại hùng bảo điện tránh né. Bây giờ nước sông Nại Hà vẫn đang dâng lên, nước sông tạt qua bàn chân hắn, máu thịt trên chân trái của Hoàng Tư Bình đã không còn, chỉ còn xương trắng. Nước sông Nại Hà lại từ từ ăn mòn chân trái, không bao lâu sau chân trái của hắn sẽ trơ xương. Chẳng mấy chốc, Nại Hà sẽ nuốt trọn Hoàng Tư Bình. Trên một cây liễu khô héo ở sân sau, quan giám ngục phi trừ cũng chẳng dễ chịu gì. Gốc cây đó đã mục nát, chỉ còn lại thân cây, hắn cũng phải làm theo Hoàng Tư Bình, đứng bằng một chân, có nén cơn đau từ bỏ một chân để đổi lấy tính mạng bản thân. Nhưng cây liễu bị nước sông Nại Hà xô vào, lung lay như muốn đổ, có thể bị nhổ tận gốc bất cứ lúc nào, đến lúc đó hắn sẽ chết mà không có chỗ chôn Càng kinh khủng hơn là đầu của hắn không cao bằng Hoàng Tư Bình, cho dù cây liễu không bị sô đỏ thì hắn cũng chết trước Hoàng Tư Bình. Ánh mắt hứa ứng nhìn vào cái giếng, chỉ thấy từng giải lụa trắng quấn vòng quanh sợi xích, kéo nó ra ngoài. Trong giếng, một chiếc quan tài đem từ từ bay lên, đã lên tới miệng giếng. Đám người này thành công rồi, hứa ứng nghĩ thầm, quả chuông bị điệu hổ ly sơn, quan tài đã lên tới miệng giếng. Ngay lúc này, một tia sáng mặt trời hiện lên, chiếu lên mặt thiếu niên hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên mặt trời đã nhô dần ở đằng đông ánh lên gương mặt y rồi dần dần dọi sáng toàn thân y nước sông nại hà đổ xuống càng ngày càng mờ nhạt cả nại hà đang dâng trào mãnh liệt cũng phai nhạt tiếng chuông thì càng lúc càng xa xăm con sông lớn của cõi âm đột nhiên biến mất không còn tung tích ngay khi mặt trời lên hứa ứng nhìn ra chỗ xa hơn xa xa nại hà đang từ từ mờ nhạt rồi biến mất chỉ để lại con đường bị ăn mòn giữa dãy núi trong con đường này không còn chút sinh cơ nào khắp nơi là cây cối khô héo mục nát, như bị đốt cháy khét lẹt. Trong con sông cách đó không xa, còn có từng bộ xương trắng bị đánh giặt vào bờ, chồng chất lên nhau. Quả chuông đâu rồi, đám người khổng lồ thì sao? Thiếu niên nhìn bốn phía xung quanh, không những nại hà không còn tung tích, quả chuông đồng cũng biến mất không còn tăm hơi, thân hình như thiên thần bao vây quanh miếu hoang chém giết với chuông đồng cũng biến mất không còn tăm hơi. Sân sau của miếu hoang không một vệt nước, thậm chí ngọn lửa cũng không còn ánh sáng màu xanh lục trở thành ngọn lửa bình thường. Hứa ứng lấy lại bình tĩnh, nhìn ra sân sau, chỉ thấy căn đình nghỉ chân trên giếng đã sụp đổ, cái giếng cũng trở lại tĩnh lặng, không có động tĩnh gì. Trên miệng giếng là một thiếu nữ áo trắng đang ngồi, quay lưng về phía y, chậm rãi chải mái tóc rồi tung. Thiếu nữ quay đầu nhìn lại, đôi mắt giao với ánh mắt của hứa ứng, nở nụ cười yêu kiều, khiến hứa ứng cảm thấy năm tháng và ánh mặt trời thật tuyệt diệu. Ánh mặt trời chiếu tới sân sau của căn miếu, thiếu nữ biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một chiếc quan tài dựng bên cạnh giếng. Bên cạnh quan tài là vài sợi xích sắt màu đen, đột nhiên quan tài bay lên, thoát khỏi xiềng xích, xé gió bay đi. Thứ bị chân áp trong cái giếng này đã trốn thoát, hứa ứng nhớ lại dung mạo của thiếu nữ kia, thầm nghĩ, nhưng trông cô ấy rất xinh đẹp, chắc chắn cha nuôi và tổ phụ sẽ thích con dâu như vậy, đáng tiếc lại là một nữ quỷ. Đột nhiên lại nghe thấy một tiếng thịt vang lên, quan giám ngục phi trừ ngã ngửa từ trên cây xuống, nằm dưới đất, hôn mê bất tỉnh chân phải của hắn đã biến thành xương trắng khô khốc không còn chút máu thịt nào ở một phía khác thạch sơn thần hoàng tư bình nhảy xuống thân hình lảo đảo sắc mặt âm trầm máu thịt trên cẳng chân bên trái của hắn đã biến mất chỉ còn xương trắng hắn vốn là kẻ hung ác bẩm sinh đối với bản thân cũng vậy cố nén cơn đau không tạo ra bất cứ âm thanh gì hoàng tư bình ngẩng đầu nhìn hứa ứng trên đại hùng bảo điện hứa ứng nhìn về phía đông vận hành đạo dẫn công dưới ánh mặt trời chiếu rọi từng hạt ánh sáng trong không khí bay tới càng ngày càng rõ rệt, theo nhịp hô hấp của y tạo thành một cơn bão ánh sáng quy mô nhỏ, được y hấp thu vào thân thể. Trong cơ thể thiếu niên vang lên từng tiếng sấm, lại có khí huyết hóa thành vầng mặt trời, vận công song song, rèn luyện thân thể, đẩy máu bầm do bị thương tối qua ra ngoài. Hiện giờ nguy cơ nại hà đổi đường đã giải trừ, nguy hiểm mà hứa ứng phải đối mặt không phải là nại hà mà là bị thần lão ra và quan lão ra săn đuổi. Hoàng tư bình hít một hơi dài, cũng đang điều chỉnh khí tức, vận chuyển đạo dẫn công mà mình tu luyện, khai thác tinh khí thái dương. Thương thế của hắn nghiêm trọng hơn hứa ứng nhiều, ngoài nội thương ra còn mất một cái chân trái. Nhưng cũng may hắn lại yêu vương, tu vi khí huyết vẫn còn, chỉ cần kiềm hãm được thương thế là có thể ra tay như sấm xét giải quyết hứa ứng. Lúc này một người một thần đều lạnh lẽo điều tức, ý đồ kiềm hãm thương thế, khôi phục phần lớn lực lượng, tranh thủ ra tay trước chiếm tiên cơ. Hứa ứng, người có thể đi trước một bước hoàng tư bình vừa điều chỉnh hơi thở vừa thản nhiên nói người rất nhanh nhạy tránh được tiếng gầm trong giếng thương tích rất nhẹ ta mất một chân người bỏ trốn ta không đuổi kịp ngươi ngươi không cần ở lại hứa ứng nhìn theo hướng đông vận hành thái nhất đạo dẫn công cơn bão ánh sáng trong không trung càng ngày càng kịch liệt